Câu hỏi từ bạn Facebook của bạn Trung Dũng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con thấy những ngày đầu xuân, nhân dân thập phương từ khắp nơi đổ về đền bà Chúa Kho để vay tiền làm ăn với mong muốn mượn vía của bà để làm ăn được phát đạt. Cuối năm họ lại mang trả số vốn bằng niềm tin ấy để cảm ơn thần linh phù hộ. Con thấy Thầy vẫn dạy là chúng ta muốn làm điều gì được thành công thì phải do phước báu của chính chúng ta. Nên con không biết cái nguyên lý khi đến vay đền bà Chúa Kho như vậy có đúng không ạ? Con mong Thầy giải thích giúp con, vì năm nay gia đình con có ý định kinh doanh nhỏ. Bố mẹ vợ con khuyên nên đến đền bà Chúa Kho để mà vay tiền. Con xin tri ân công đức Thầy. Các Phật tử chúng ta đây đã ai từng đi vay tiền bà Chúa Kho rồi? Chắc là có, đúng không? Có đấy. Chưa biết Phật Pháp là đi hết đấy. Nếu buôn bán kinh doanh, bảo đi vay bà Chúa Kho về là một vốn là bốn lời, là đi hết đấy. Thầy xin chia sẻ với bạn Trung Dũng thế này. Và đại chúng này, trước hết thì cái đền bà Chúa Kho chính là ở quê hương của Thầy đấy, là Bắc Ninh đấy. Nghe không? Đền bà Chúa Kho nằm tại cái núi gọi là núi Kho ở khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và lễ hội ở đây thường là từ ngày 12 tháng Giêng hàng năm là chảy hội đền bà Chúa Kho, và cũng khá là đông. Chắc là năm nay Covid thì đỡ hơn, cho những năm trước là cũng chen chân ở đấy, thưa đại chúng. Coi như là lễ ngãi bưng bê, và hàng quán ở đấy là cũng rất là nhiều, cũng chen chúc không kém gì ở nơi đền Trần cả, thưa đại chúng. Thế thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu một chút về cái tích của bà Chúa Kho. Thì tương truyền ta nói là bà Chúa Kho là một người phụ nữ quê ở làng Quả Cảm, nhan sắc cũng rất là xinh đẹp. Và bà ấy rất là khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng quốc gia trong và sau chiến tranh, trong ở cái thời kỳ nhà Lý, thời nhà Lý. Và nhất là trong cái trận chiến của Lý Thường Kiệt, lãnh đạo quân và dân nước ta mà đánh giặc Tống đấy, nghe không? Năm 1076. Và bà ấy rất là có công lao đó, tích trữ lương thực này, rồi là góp phần để nuôi quân đó. Thế nhưng mà sau đó thì bà ấy bị giặc nó giết hại mất, trong khi mà bà ấy đi phát lương thực để cứu đỡ dân làng. Và cảm kích cái tấm lòng bao dung của bà thì vua đã phong bà là phúc thần, và nhân dân ở cái làng Cô Mễ đấy nhớ ơn và lập đền thờ bà, gọi bà là Chúa Kho, ở trên vị trí cái núi gọi là núi Kho. Đấy. Thì chúng ta tất nhiên cái tích về cái bà Chúa Kho này bây giờ nó cũng rắc rối, cũng nhiều lắm. Đây là Thầy chỉ tạm lấy một cái quan điểm thôi. Đấy. Có người thì nói bà ấy tên là thế này thế kia, nhưng mà cũng có người ta bảo không phải. Theo tôi thì ta cứ tạm lấy một cái tích này. Nghĩa là cái bà này, bà có liên quan cái việc mà trông giữ kho lương thực thời nhà Lý. Rồi bà là một cái người mà cũng giúp cho dân và biết sản xuất trồng cấy để mà tích lũy được lương thực. Đó, đại khái là thế, có công lao lớn. Thế thì dân người ta lấy cái ngày 12 tháng Giêng làm cái ngày lễ hội truyền thống ở đấy, lễ hội đền bà Chúa Kho. Và đại chúng biết rồi, đông lắm, nhất là giới thương nhân, buôn bán nhỏ cho đến buôn bán lớn, doanh nhân, kể cả từ trong Nam cũng bay ra để mà dự lễ. Và trong cái dự lễ này thì đặc biệt nhất là cái việc vay tiền bà Chúa Kho, đi lên vay tiền. Thì vay tiền mà cách nào? Vay tiền tức là vào đấy viết sớ, trong sớ đấy viết ghi rõ là năm nay con định là vay 5 tỷ, 3 tỷ gì đấy, bao nhiêu tỷ. Tất nhiên lãi suất là do mình tự đề ra, chứ bà có lên bà nói là phải trả lãi bao nhiêu đâu, tự mình. Con vay mấy năm, 5 năm, 3 năm gì đấy, mà lãi suất con trả bao nhiêu là tùy mình, tự điền vào, viết vào trong sớ đấy, rồi mang vào, dâng lễ vào khấn bà, nghe không? Đấy, cái cách thức thế.
Lễ thì có đủ các loại, lễ chay, lễ mặn, lễ sống, đủ thứ hết á. Mang vào đấy để mà cúng cho bà rồi làm cái thủ tục tấu sớ để xin vay tiền. Thầy đang nghĩ là cái chuyện mà vay tiền bà chỗ kho này nó cũng hơi la lá cái câu chuyện mà ngày xưa mà Trạng Quỳnh vay tiền bà chú Liễu, nghe không? Này chú nghe câu chuyện chưa? Vay tiền chú Liễu á, Trạng Quỳnh ấy. Đấy, cái câu chuyện mà Trạng Quỳnh vay tiền bà chú Liễu thế này này. Có một lần ấy, Trạng Quỳnh vào đến cái đền của bà chú Liễu thì thấy ở trong đền bà người ta cúng tiền đấy rất là nhiều. Đấy, thế thì đang cái lúc mà túng tiền cho nên là Trạng mới nghĩ ra cách để vay tiền. Thế lúc ấy thì Trạng Quỳnh bắt đầu mới khấn, thắp hương lên xong khấn trước tượng bà chú Liễu, Liễu Hạnh ấy, khấn thế này: thưa chị, em độ này là túng lắm mà chị lại đang có tiền để dỗi không này đấy, hiểu không? Xin cho em vay để em mua bán kiếm ít lời sẽ trả lãi. Trả lại nói rồi thì mới khấn đài âm dương, xin cái đài âm dương này chúng biết rồi, tung tiền âm dương khấn ông này khấn thế này này: nếu mà sấp á thì chia ra làm tư, chị cho em vay một phần nhé. Nếu mà cái số tiền ở trên cái mâm của bà, nếu mà em tung cái đồng âm dương này mà nó sấp cả thì cái mâm tiền này chia ra làm tư thì em vay một phần, sấp thì chia tư, ngửa thì chia ba, nếu cả hai đồng nó ngửa cả thì chia ra làm ba em vay một phần. Ngửa thì chia ba, chị cho em vay một phần, thế chị mà thuận cho một nửa thì xin nhất âm nhất dương, còn cho em vay một nửa thì cho một đồng nhất âm nhất dương để em vay nửa cái mâm tiền này. Thế thì trong câu chuyện này cũng là chuyện hài thôi. Thế thì chú Liễu lúc ấy là thấy là Trạng Quỳnh ấy, cái kiểu gì ông cũng vay bằng được rồi, nghe không? Kiểu gì ông cũng vay được, tức là đồng tiền mà sấp thì phải cho em vay một phần tư, mà ngửa thì cho em vay phần ba, thế mà cái đồng sấp đồng ngửa cho em vay một nửa, thế là kiểu gì ông cũng vay bằng được, kiểu gì nó cũng lấy bằng tiền lên được. Thì chú Liễu lúc ấy là cũng rất là tức, phải không? Thế thì chú Liễu mới thấy là gay rồi, bây giờ tôi không cho nó sấp ngửa gì cả. Thế là chú Liễu mới làm cho khi nó tung đồng tiền là hai đồng tiền nó cứ xoay tròn nên nó không dư không đổ, nghe không? Đấy. Thế thì Trạng Quỳnh lúc này vỗ tay bảo: ôi giời, thế là chị vui rồi, chị vui cho tiền múa là chúa cười, chúa cười nó cho em vay cả. Thế là chút hết cả mâm tiền mang đi đến cho đại chúng. Đấy, chúng ta thấy câu chuyện tiền múa là chúa cười. Có những loài mà tung đồng âm dương mà nó xoay tròn nó không chưa đổ ấy. Ông này ông đúng là ông Trạng Quỳnh, ông rất là tếu. Ông bảo thế là cái này là chị vui quá rồi cho nên tiền múa thế này, thế là chắc em được vay cả. Thế là bê hết cả mâm tiền luôn. Thế đại chúng. Thầy nghĩ là cái câu chuyện dân gian này á, nó cũng vui, nhưng mà có thể từ đó đấy, dân chúng ta nghĩ ra vay tiền bà chúa kho, từ câu chuyện là vay tiền chúa Liễu, bây giờ thành vay tiền chúa kho. Nó có lây lan như thế thôi. Thế có khi là chỉ từ một người thôi, bảo bà chúa kho thì chắc là kho tiền, kho gạo thôi, đến đây vay bà. Vâng. Ngày xưa ông Trạng Quỳnh không vay được chú Liễu thì giờ mình chú kho mình vay được chứ sao? Thế là viết sớ xin vay, rồi vay rồi bắt đầu phải một anh nào năm đấy vay về làm ăn phát đạt, thế là từ đó cứ đồn nhau thôi, thưa đại chúng. Nó nhiều khi nó rất đơn giản chỉ thế thôi. Thế chứ thực ra chứ bà chú kho đời nào bà hiện lên bà cho vay nữa, vay thì phải ký tá đàng hoàng, phải nói lời bao nhiêu lãi bao nhiêu, bao giờ giả chứ, còn tự mình viết tự mình vay, tự mình tính lãi thì sao lại gọi là vay? Không có chuyện vay một mình nữa bao giờ. Cái kiểu vay một mình thì giống như Trạng Quỳnh vay chú Liễu đấy. Nghe không? Đấy nhá, thế thì ở đây á, nó chỉ là từ một cái có khi đơn giản như thế thôi mà thành cái chuyện, và sau đó thì giới thương nhân là cứ thế mà đua nhau đến đấy mà vay, rồi một đồn mười, mười đồn trăm nghĩ là vay tiền của bà, là tiền này là tiền đặc biệt, phải không? Nó thiêng lắm nên là nó lời lãi nhiều lắm. Thế thôi, tâm lý ở đây thầy nói chứ các doanh nhân ấy, thưa đại chúng, doanh nhân chúng ta làm mê tín cũng dữ lắm, vì doanh nhân cũng tham nhiều, mà tham nhiều thì cũng hay sinh mê tín.
tham lợi nhiều thì lại hay, rất hay sinh mê tín. Tham mà đó, muốn cầu nhiều, và cầu nhiều thì rất dễ mắc vào cái mê tín đó. Đó, vậy thì ở đây ấy, thưa đại chúng, chúng ta phải biết rồi, chúng ta đệ tử Phật chúng học chúng ta biết rồi, tài lộc của chúng ta không phải là do cái đấy được, cái đồng tiền bản chất của nó. Ví dụ có tiền thật ấy, thì đồng tiền nó cũng không phải có vấn đề linh thiêng gì cả, nó cũng là giấy, nó cũng là kim loại thôi. Và không phải từ đồng tiền đấy mà nó giúp chúng ta giàu có, giúp chúng ta phát đạt buôn bán lên được. Mà chúng ta biết rằng chúng ta phát đạt lên được, giàu có lên được là từ quả phúc của mình. Quả phúc của mình nó trổ thì bắt đầu chúng ta phát đạt. Thế còn chúng ta đến khi mà phúc nó hết thì là chúng ta khánh kiệt đấy, thưa đại chúng. Làm ăn thua lỗ, oan gia trái chủ nó báo oán, nó phá tan tành. Oan gia trái chủ không ngoài nghiệp của mình đâu, thưa đại chúng. Oan gia trái chủ cũng chính là nghiệp của mình thôi đấy. Nó là biểu hiện của nghiệp thôi đấy. Đó, Thầy đã giảng cái bài kinh gọi là kinh doanh thành công rồi, nghe không? Chúng ta đã nghe rồi đấy. Đức Phật nói rất rõ. Buôn bán làm ăn, phát tài phát lộc như thế nào, nó đều có nhân duyên nghiệp báo hết đấy. Chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Đi lên đấy mà khấn khứa với bà ấy, xong rồi bảo vay tiền bà về là phát đạt được đâu. Phải không? Ừ, đấy. Năm nay Covid thế này, lên đấy vay về xem có phát đạt được không? Nghe không? Khó khăn thế này, nghe không? Nó còn nhiều yếu tố lắm. Nó còn nghiệp chung của nhân loại, nghiệp riêng của từng người. Đại chúng thấy không? Chứ đâu có phải cái chuyện đơn giản đâu. Nghe không? Không phải đơn giản. Thứ nữa là chúng ta thấy phúc báu thì bà Chúa Kho có công lao với dân tộc, với đất nước thật. Nhưng mà phúc của bà cũng có hạn lượng nhất định thôi. Bà mới được phong là phúc thần thôi, thì phúc cũng có hạn thôi. Thế còn ai phúc báu nhiều nhất, thưa đại chúng? Đức Phật là phúc báu vô tận. Mà Ngài là phúc báu vô tận, mà Ngài cũng còn không tự ý cho chúng ta được phúc cơ mà. Ngài không thể đem phúc Ngài cho chúng ta được đâu. Không phải đâu. Cho nên bà Chúa Kho cũng thế. Bà có thể có phúc báu, bà cũng có thể có trợ duyên cho những ai có nhân duyên với bà ấy. Và cũng chỉ trong cái lượng phúc của bà thôi. Bản thân Đức Phật là phúc báu vô lượng, nhưng mà Ngài cũng không phải tự ý cho phúc báu chúng ta được đâu. Và tất cả những ai phải có nhân, đủ nhân, đủ duyên mới được, thưa đại chúng. Đó. Thầy vẫn nói giống như là gì? Phúc báu của Phật giống như mặt trời chiếu soi. Nhưng mà cái chậu mà nằm úp xuống thì không bao giờ có ánh sáng mặt trời cả, không đủ nhân duyên. Cho nên chúng ta nhớ phúc báu của Phật mới là lớn. Phúc báu của tất cả các vị chúa, chầu, thánh, thần này nọ, vân vân, không có một ai bằng Phật hết. Thế xong vay tiền Phật đấy. Thế nhưng mà vay tiền Phật cũng đâu có được đâu. Vì Phật đã nói rằng cái tiền đấy nó không phải là cái đồng tiền lại sinh ra phúc được. Mà phúc phải từ thiện nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải tạo ra những thiện nghiệp mới sinh ra phúc báu. Phúc là từ thiện nghiệp của chúng ta sinh ra phúc báu, chứ không phải do đồng tiền sinh ra phúc báu được. Nghe không? Đồng tiền sinh phúc báu không có cái chuyện đó. Hoàn toàn không đúng đạo lý, không đúng nhân quả. Cho nên nói là bà Chúa Kho, bà có phúc thì có. Bà có thể trợ duyên được những ai đó có nhân duyên với bà ấy, nhưng cũng chỉ trong hạn lượng nhất định thôi. Mà trăm ngàn vạn người đến vay, đến xin phúc của bà thế thì làm sao mà còn cho xòe. Đó. Và bà cũng không thể cho được hết như thế. Đó. Thế thì ở đây á, chúng ta hiểu được vấn đề này rồi. Cho nên chúng ta không mê chấp vào chỗ này. Cái việc tin tưởng vào việc vay tiền bà Chúa Kho để về làm ăn buôn bán phát đạt cũng là một niềm tin sai, gọi là mê tín. Nhưng chúng ta cũng phê phán cái việc này. Là Phật tử kiên quyết không có cái niềm tin sai này. Đi lễ bà Chúa Kho với cái tâm thành kính biết ơn thì sinh ra phước báu. Còn đi lễ bà ấy với cái tâm mê tín thì mất phước báu. Mê tín là mất phước báu. Chính tín thì sinh phước báu, thưa đại chúng. Nhá. Nhưng chúng ta là Phật tử có thể đi lễ bà Chúa Kho, biết ơn bà là người có công lao với đất nước, nhưng đừng mang theo cái niềm tin mê tín mà lại tự làm mất phước báu của mình. Nhá. Từ nick Facebook của bạn Trúc Thuận gửi câu hỏi về như thế này. Con kính chào Thầy. Sắp sang năm mới rồi, con xin chúc Thầy năm mới thật nhiều sức khỏe ạ. Kính thưa Thầy, con nghe nhiều người nói rằng đầu năm cầu xin lộc ở đình, chùa, đền, miếu
thì cuối năm phải đi trả lễ, nếu không sẽ bị phải tội. Con nghe vậy cũng sợ, nhưng cuối năm con khá bận rộn, không có thời gian để đi trả lễ. Vậy, kính thưa Thầy, cho con hỏi con phải làm sao ạ? Thì bạn Trúc Thuận, bạn hỏi rằng cái việc mà đầu năm ấy, thì chúng ta thường nhân dân ta, trong đó cũng có không ít Phật tử đâu, đi đến các nơi để lễ bái, có thể là đi chùa, đi đình, đi đền, đi miếu, đi phủ, vân vân, lễ bái rồi cầu xin, khấn vái cầu xin. Thế xong rồi thì cuối năm là phải đi trả lễ. Thế bây giờ thì bạn ấy nói là cuối năm bạn rất là bận, bạn không thể đi được, thì làm sao đây? Thế bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Thì Thầy xin trả lời bạn Trúc Thuận thế này. Thì cái chuyện mà đầu năm nhân dân chúng ta đi lễ đầu xuân đó, là cái truyền thống của dân tộc mình. Thì đi lễ thì có đi lễ chùa, đa phần đi lễ chùa rất nhiều, rồi đi đến các cái chỗ đình đền, miếu phủ cũng rất nhiều. Thế thì thường đầu năm chúng ta đến lễ rồi chúng ta khấn, chúng ta xin lộc. Rồi có những người là đi vay, phải không? Đi vay vốn, vay vốn của Thánh, giống như là đi vay tiền Chúa Liễu, thưa đại chúng. Đi vay, mà vay đây thì nhiều khi gọi là vay tiền âm phủ ấy mà. Đó. Thế chúng ta khấn, chúng ta xin. Thế rồi đến cuối năm thì chúng ta phải đi tạ lễ, lễ tạ, trả lễ, gọi là trả lễ hay là lễ tạ. Thế tất nhiên thì với cái lễ nghi, lễ nghĩa ở thế gian thì chúng ta thấy là có vay thì phải có trả, xin cho rồi thì phải tạ, phải cảm ơn. Cái chuyện là chuyện lẽ thường thôi. Ai giúp gì cho mình, cái gì mình cảm ơn, mình lễ tạ, cái đó cũng là rất là bình thường. Mà đúng đạo lý, phải không? Đúng đạo lý. Ai giúp mình, ai cho mình, lúc mình khó khăn, lúc mình cầu xin mà được, thì mình phải cảm ơn. Cảm ơn thì bằng lời hay là đến lễ tạ gì đó cũng được. Cái đó là cái đúng đạo lý thôi, không có gì xấu. Phải không? Nhưng cái vấn đề ở đây đặt ra là chúng ta đi đến, chúng ta lễ khấn ở đền, ở miếu, ở phủ. Ta xin, xin Thánh, xin Chúa, vân vân. Ông Hoàng cho con cái này, cho con cái kia. Thì không biết là ông có hứa là ông cho không? Ta chỉ biết xin thôi chứ ông có gật đầu đâu. Nhớ không ạ? Năm nay ta sẽ cho ngươi là mua được con xe, hay năm nay ta sẽ cho ngươi là trúng quả này, trúng cái sổ số kia, ví dụ thế. Ông hứa thế. Ông có hứa thì cuối năm nhất khoát mình phải đi lễ tạ là đúng rồi. Phải đi lễ tạ thế chứ. Ông cho mà đúng được thế. Thế nhưng mà sự thật thì khi chúng ta đến xin với các vị thì có vị nào hứa gì đâu. Không một ai hứa gì cả. Cho nên chúng ta đi xin, chúng ta đi vay, rồi năm ấy chúng ta làm ăn nhiều khi vẫn thua lỗ như thường, có khi còn phá sản nữa. Thế nhưng mà do cái tục lệ, do mọi người nói bây giờ không đi lễ tạ thì còn chết nữa, cho nên sợ. Vì sợ cho nên lại phải sắm sanh để đi lễ tạ. Thế thì chúng ta thấy cái điều đó là cái điều rất phi lý, phải không? Rất là phi lý. Không bao giờ người ta giúp mình thật, người ta cho mình thật, mình đến mình cảm ơn. Còn đằng này á, cái ông tượng á, ông ngồi đó, chúng ta đến khấn ông cũng chẳng biết, rồi xin ông cũng chẳng hứa, ông chẳng gật đầu. Thế rồi tự chúng ta mua dây buộc mình, mua dây buộc mình đó. Đây Thầy đang nói về đi các đền, các đình, các miếu, các phủ, mua dây buộc mình, không ai hứa, không ai cho mình cả. Thế rồi tự nhiên là mình mắc cái nợ, tự nhiên thì mình đến mình mua nợ để trở thành mình mắc nợ. Đi lễ người ta xong thành mắc nợ người ta. Đấy, như bạn này, đầu năm đến lễ xin mà không biết là ông có hứa cho không, cuối cùng tự nhiên giờ cuối năm không đi trả lễ là sợ, là lo. Đúng là mắc nợ không? Cho nên ở ngoài đời nó gọi là có tiền thì giữ bo bo mà đem cho thầy bói này mang lo vào mình. Có tiền giữ bây giờ đem đi lễ đình đền miếu phủ xong rồi lại sợ. Bây giờ mà không trả lễ thì thánh vật. Sợ. Đấy, cái tâm lý rất là dở.
Đấy nhá, thế thì ở đây Thầy nói thế này, về mặt mà đạo lý, xin anh giúp cho thì tôi cảm ơn lễ tạ. Còn thôi, anh không giúp được gì thì thôi, tôi chẳng phải cảm ơn lễ tạ. Đó, cái chuyện đó là cái chuyện rất là thường. Đại chúng hiểu không nào? Đó, thế thì bây giờ, đứng trên cái góc độ đạo Phật, cái tuệ giác của đạo Phật thì chúng ta thấy thế nào? Đại chúng nhớ Đức Phật là bậc tối tôn, tối thượng trong trần gian này, là bậc vô lượng phước báu. Thầy đã từng nói là trong kinh nói một cái sợi lông chân của Phật thôi cũng là tất cả phước đức của tam thiên đại thiên thế giới này cộng lại cũng chưa bằng cơ mà. Làm gì có ai phước báu bằng Phật. Mà Đức Phật cũng nói là ta không ban phước được cho ai, không giáng họa cho ai. Ngài không đem phước, Ngài cho được ai cả. Mà phước ấy là tự chúng ta phải tu tập, chúng ta phải làm phước mới có phước. Đại chúng thấy không? Trong kinh nói có đến 10 cái sinh phước đấy. Bố thí sinh phước báu, trong đó có cúng dường. Trì giới sinh phước báu, thiền định sinh phước báu, thuyết pháp sinh phước báu, nghe pháp như này cũng sinh phước báu này. Cung kính sinh phước báu, phục vụ sinh phước báu, tùy hỷ sinh phước báu, hồi hướng công đức cho người đã mất sinh phước báu, chuyển tà kiến thành chánh kiến sinh ra phước báu. Đấy, cứ 10 cái phước báu ấy chúng ta gieo. Gieo vào ruộng phước điền tam bảo, ruộng phước điền cha mẹ, ruộng phước điền chúng sinh. Chúng ta phải làm mới có phước chứ. Có đời thuở nào Đức Phật dạy không làm, không tu gì mà tự nhiên Phật nhón phước của mình cho mình được đâu. Thầy vẫn nói rồi, nếu mà Phật nhón được phước của Phật đem cho mình thì Phật cho hết. Phật chả bao giờ giữ gì cho mình cả. Mà chúng ta ở đây là tràn trề phước báo hết rồi. Không ai còn một chút khổ gì cả. Đúng không? Phật không cho được cái đấy. Phật dạy các con phải tu, phải làm phước. Cho nên chúng ta về nhà từ trẻ con bé nhất trong nhà mình phải dạy các cháu tập biết làm phước, biết bố thí cho người nghèo khổ. Các cháu biết đi chùa, biết cúng dường, tam bảo. Gieo cho các cháu biết làm phước từ bé đi, trồng cho chúng cái cây phước từ nhỏ đi, thế rồi nó mới có phước chứ. Không có cái đạo lý nào mà Đức Phật cho phước kiểu đấy được. Phật không cho phước được thì mấy vị thánh, vị chúa, mấy ông hoàng, bà chúa đều không thể cho phước chúng ta được. Cho đến cái ông mà chúng ta coi là rất to là ông trời cũng không cho phước chúng ta được cơ mà. Đại chúng hiểu không? Ông trời cũng không cho phước được. Cho nên chúng ta đừng đi xin phước theo cái kiểu như vậy. Chúng ta biết rằng ruộng phước phải gieo, chúng ta đi cúng dường vào tam bảo, vào cái ruộng phước điền tối thắng chúng ta có phước báu. Hoặc chúng ta cúng dường cho cha mẹ, hoặc chúng ta đi bố thí cho chúng sinh, những cái đấy sinh ra phước báu cho mình làm. Thầy vẫn nói rồi, khi chúng ta có phước thì giống như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng á. Gửi tiền vào ngân hàng á, lúc chúng ta cần tiền cái chúng ta ra đấy chỉ cần ký tờ giấy lĩnh tiền là lập tức ông chủ ngân hàng, chủ nhà băng phải xuất tiền cho chúng ta. Ông chủ nhà băng chỉ là người giữ tiền cho mình chứ không phải là người cho mình tiền. Đại chúng hiểu không? Đức Phật cũng thế, Đức Phật là cái người mà cái duyên là cái mảnh ruộng phước để chúng ta gieo vào. Gieo vào chúng ta mới có phước. Chứ Phật cũng không phải là người cho phước mình được. Đấy. Thế phước lớn hay nhỏ là do mình tạo tác ở nơi mình chứ. Đấy, cho nên chúng ta nhớ, đã là Phật tử chân chính thì hiểu được cái nguyên lý này. Có phước rồi thì mới có lộc. Trong cái phước thì nó có rất nhiều phước. Chúng ta gọi là có ngũ phước đấy, ngũ phúc đấy. Có phúc về tài lộc, có phúc về sức khỏe, có phúc về hạnh phúc gia đình, có phúc về tuổi thọ, đó. Có phúc về sắc đẹp, đều là cái phúc báo hết. Đó. Rất nhiều cái thứ phúc như thế thì chúng ta phải gieo cái nhân, ta mới có. Không gieo thì làm sao có quả phúc được. Cho nên đã là Phật tử không đi xin cái kiểu như vậy, lễ để xin cầu để vay, vay vò kiểu ấy, không ai vay được, không ai cho vay được. Người ta là người âm, người ta là người vô hình, sao cho vay cái kiểu dương thế này được? Đại chúng hiểu không? Không có. Đấy, cho nên cái việc ấy là cái việc không hợp đạo lý. À, đi lễ để xin, để vay, sau đó cuối năm phải đi trả lễ là không hợp đạo lý theo tinh thần Phật giáo. Đại chúng hiểu không? Còn nếu chúng ta đi đến chùa, chúng ta cúng dường tam bảo, là việc chúng ta cúng dường, và biết rằng cúng dường là ta sẽ sinh phước thôi. Và Phật thì cũng không bảo là cúng dường Phật xong rồi là Phật bắt phải đến lễ tạ trả ơn, không? Phật cũng không bắt, nghe không? Phật còn không bắt thì chẳng ai bắt cái chuyện kia, nghe không?
Đấy nhé, cho nên về cái đạo lý của cái chỗ này thì các quý Phật tử và bạn Trúc Thuận hiểu rõ như vậy nha. Vì khi bạn đến bạn cúng ở đền, ở phủ, ở đình, ở miếu, bạn hỏi xin, hỏi vay thì ông thần đền, thần miếu, ông hoàng đấy cũng không hứa, cũng không bảo là năm nay ta cho ngươi, cho nên là yên tâm là ông không có quyền đòi nợ mình, không có quyền bắt nợ mình. Mình không trả lễ cũng không sao. Thầy khẳng định cái điều đó, không trả lễ cũng không sao, yên tâm nhé. Và bây giờ tốt nhất là bạn nên đi làm phước, đi cúng dường Tam Bảo, gieo vào các ruộng phước đấy, để chúng ta được phước thật. Và phước ấy nó lập tức xuất hiện, đi theo bên mình ngay. Không phải vay, không phải bỏ gì, ta tự làm ra phước cho mình nhé. Không đi vay phước kiểu đó. Đấy. Kính thưa đại chúng, lễ bái cũng là một cái pháp tu trong đạo Phật, nghe không? Rồi cúng dường, bố thí cúng dường cũng là cái pháp tu. Thế thì bây giờ Phật tử chúng ta thì ai cũng thế, rất chăm chỉ lễ Phật, đi chùa để lễ Phật, ở nhà cũng lễ Phật, mà không phải lễ, có những Phật tử phát tâm lễ rất nhiều, lễ hồng danh biểu sám 108 lễ, hay là lễ ngũ bách danh 500 lễ, hay là lễ tam thiên Phật, tức là 3.000 lễ Phật, hay là lễ vạn Phật, có những bộ kinh lễ cả vạn Phật. Thế rồi cũng có những người cung kính lắm. Hôm nọ đấy có một bác cũng lãnh đạo, cũng cao cấp lên đây bạch với Thầy. Bác nói là vợ chồng con á, là cả quyển kinh Pháp Hoa, chúng con lễ từng chữ một, lễ từng chữ, mỗi chữ trong kinh Pháp Hoa đều đành lễ. Mà bác này là lãnh đạo cao cấp đấy, quan chức cao cấp đấy, thành tâm lắm. Lễ từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Các Phật tử thấy cái bộ kinh Pháp Hoa biết bao nhiêu là chữ, nghe không? Thầy không đếm được bao nhiêu chữ. Thế nhưng mà bác nói là bác đã lễ gần hết bộ kinh Pháp Hoa đấy, gần hết rồi đấy. Đấy, tức là cái tâm rất là thành kính. Ngày xưa ở trong thiền viện, Thầy cũng có một sư huynh cũng thế, cũng phát nguyện lễ bộ kinh Pháp Hoa, lễ từng chữ một, rất là tâm thành. Thế thì như vậy, cái pháp tu tập lễ bái và cúng dường cũng đã trở thành một cái pháp tu trong đạo Phật, tức là cái sự bày tỏ sự cung kính. Thế thì hôm nay cái đầu bài này nè, lễ bái rồi là cúng dường, xá lợi của Phật này, kim thân, tức là tôn tượng kim thân Phật, rồi cây bồ đề, vân vân, những cái liên quan đến Phật và đến Tam Bảo thì có cái phước báu gì không? Đó. Đức Phật thì nhập Niết Bàn rồi, bây giờ còn lễ tượng gỗ của Ngài, tượng đồng của Ngài, tượng đất của Ngài, tượng xi măng thạch cao của Ngài, có phước báu gì không? Lễ thì Ngài cũng thế thôi, phải không? Chẳng lẽ Ngài cũng ngồi như thế, không thấy Ngài nói câu nào cả, thì không biết mình có được phước báu gì không? Ở nhà thì chúng ta lễ ông lễ bà thì các cụ còn cười còn nói, thế đây lễ cụ Phật, cụ tượng này thì không thấy cụ nói gì, không biết là mình có được cái gì không? Đấy, đây là cái nghi vấn. Hôm nay chúng ta vào cái câu chuyện này, nghe không? Cũng đầu xuân năm mới vào được câu chuyện giữa vua Milan Đà với tỳ kheo Na Tiên xem thế nào. Chúng ta cùng nghe. Khi tìm được chỗ ngồi thích hợp, Đức vua Milan Đà đê đầu xuống sát chân Đại Đức Na Tiên thành kính đảnh lễ rồi thưa rằng, đấy chúng ta thấy, ông vua mà đê đầu tức là đưa đầu mình thấp xuống, đảnh lễ mà đảnh lễ sát đất, sát xuống chân Đại Đức Na Tiên, thì chúng ta thấy ông vua ông kính Phật, kính Tăng thế nào, đúng không? Kính Pháp Phật thế nào? Rất là cung kính. Như vậy ấy, ông là cung kính, ở đây là cung kính cái trí và cung kính cái đức của người tu hành. Chứ người tu hành có cái gì đâu ngoài cái đức và cái trí đâu. Tiền của cũng không có, không có cái gì, không có quyền lực gì cả, oai quyền, không có danh vị gì. Là người khất sĩ thực nghĩa ra là ăn xin đấy, ăn xin. Đấy, chùa mình chưa tăng ôm mình bát đấy là cũng là đi xin ăn đấy. Bây giờ chỉ có Phật tử nó nấu sẵn mang đấy cúng rồi. Các thầy không phải xuống đường phố vì là
luật mình là chưa cho phép Chư Tăng được xuống dưới phố, dưới dân để đi xin ăn. Chứ nếu cho phép, Thầy cũng cho vác bát đi xin ăn ở dưới phố. Nhưng mà chưa được cho phép. Đi xin ăn thế rất là vui. Cũng là một cái pháp để mình tu đấy. Thì ông vua này, ông cung kính đến như vậy, thưa đại chúng. Ngay đầu bài đã thấy cái sự cung kính của ông rồi. Ông mới bạch thế này: Bạch Đại Đức, chúng ngoại đạo thấy Phật tử cung kính lễ bái, cúng dường xá lợi này, cúng dường cây bồ đề, lễ bái kim thân, tôn tượng Phật. Chúng mới nói rằng, khi ngoại đạo họ thấy các đệ tử của Phật, các Phật tử như chúng ta đây rồi, các Thầy, Chư Tăng đều là đệ tử Phật, ai cũng cung kính lễ bái, rồi cúng dường xá lợi của Phật này, lễ bái cây bồ đề, cúng dường cây bồ đề, lễ bái tôn tượng kim thân của Phật. Thì họ mới nói rằng thế này, ngoại đạo mới nói thế này: Khi Đức Phật còn tại thế, các Phật tử cung kính lễ bái cúng dường Ngài thì cũng là phải lẽ. Bây giờ Ngài đã nhập diệt rồi, các ngươi dẫu có lễ bái cúng dường bao nhiêu đi chăng nữa thì Đức Phật cũng đâu có hoan hỷ. Mà không hoan hỷ tất là không có phước báu, không có phước báu tất sẽ có tội. Coi chừng các ngươi làm như vậy là rơi vào tà kiến đấy. Đấy, cái nhóm ngoại đạo họ bảo là các đệ tử Phật, đồ đệ của Phật như chúng ta, ngày xưa Phật còn sống, Phật còn ở tại thế, các ông, các bà đến lễ bái Phật thì đúng rồi, cũng là được. Phật biết cho, Phật chứng cho. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, chỉ còn tượng Phật, còn mấy cái cây bồ đề, rồi còn lại cái xương của Phật gọi là xá lợi đấy. Các ông, các bà đến lễ như thế thì Phật có biết đâu, Phật có hoan hỷ đâu. Thì đã không hoan hỷ tức là chả có phước báu gì. Mà không có phước tức là có tội. Nên lập luận đấy, không có phước tức là có tội. Mà có tội thì chứng tỏ là các ông, các bà này tà kiến rồi, đi lễ bái cái vô tri vô giác, đi lễ cái tượng Phật vô tri, đi lễ cái cây bồ đề nó chẳng biết nói gì, đi lễ cái xương, cái xá lợi Phật cũng không biết nói cái gì cả. Thế thì chắc là các ông bà đệ tử Phật này tà kiến rồi. Đấy, ngoại đạo nó bảo chúng ta là tà kiến, đi lễ cái vô tri, nghe không? Đấy, không biết trong Phật tử chúng ta có lúc nào lại nghĩ thế không? Cởi nghĩ không biết mình sao đi lễ cái tượng đất ấy, nghe không? Cũng có những người, người ta vô thần, người ta nói thế đó. Ôi rồi tượng đất mà tượng gỗ có cái gì mà lễ? Nghe không? Lễ cái gì? Đấy, lễ có biết gì đâu mà lễ. Đấy, có những người, người ta cũng nói thế, vô thần. Thế chúng ta xem cái câu chuyện nó thế nào. Vậy thưa Đại Đức, sự nhận xét ấy của ngoại đạo đúng hay là sai? Là chính kiến hay là tà kiến? Những mong Đại Đức với tâm bi mẫn, với tuệ chân thật, hãy phá nghi cho những người học Phật thời hậu lai. Ông vua ông xin rằng, xin Đại Đức hãy phá nghi cho tôi này và cho cả những người hậu lai, tức là như chúng ta bây giờ. Như chúng ta bây giờ. Cho mọi người cho nó dứt được cái nghi đi. Thì Na Tiên mới nói thế này: Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy nghe đây, Bần Tăng sẽ giảng giải. Nhưng trước khi giảng giải, Bần Tăng xin hỏi Đại Vương, thuở Phật còn tại thế, khi nhận được sự lễ bái, cung kính và cúng dường của cận sự nam nữ hai hàng, Đức Phật có hoan hỷ hay không? Na Tiên trước khi trả lời thì xin phép được hỏi vua Milan Đà rằng: Tôi hỏi Đại Vương, theo cái hiểu biết của Đại Vương, thì khi Đức Phật còn tại thế, Phật tử nam nữ vào đến đảnh lễ Ngài này, cúng dường Ngài này, tán thán Ngài này, Ngài có hoan hỷ hay không? Ngài hoan hỷ không, thưa các Phật tử? Thầy không biết vỗ tay là có hay là không. Bây giờ Phật ngồi ở chỗ này, Phật còn sống, Phật ngồi đây. Chúng ta này đến lễ Phật này, con cúng dường Phật này, chuối này, con cúng dường Phật, đĩa cam này. Phật mà rồi lại còn lễ Ngài nữa, rồi lại đấng Pháp Vương vô thượng nữa. Thế Phật có hoan hỷ không? Có không? Có. Đấy. Thế thì đấy, các Phật tử như vậy là chúng ta chưa hiểu tâm Phật đâu, nghe không? Thế là chúng ta lễ Phật đấy mà Phật hoan hỷ đấy, tán thán Phật mà hoan hỷ thì ai mà ghét Phật, chửi Phật thì chắc Phật sẽ bực, đúng không? Tại vì còn được khen mà thích ấy,
thì bị chê thế nào cũng phải bực chứ. Là như vậy đó. Mà Thầy nói là chỉ có thầy trò nhà mình đấy mới khen Phật, tán thán Phật thôi. Chứ còn ngoại đạo, các tôn giáo khác người ta không khen đâu. Chưa, nhưng mà người ta khi người ta còn chửi nữa đấy, nghe không? Đấy, đang chửi đấy. Thế thì như vậy Phật là cũng sẽ bị chửi. Mà lúc khen mà Ngài vui vẻ, hoan hỉ, Ngài cười, thì đến chê thì có khi Ngài phải bực chứ, nghe không? Đấy, chúng ta vào văn kinh nghĩa thấy này. Ông vua ông cũng giống hệt các Phật tử vừa nãy, cũng vỗ tay. À, dĩ nhiên là Phật hoan hỉ rồi. Thế thì ta tiên đáp: Thưa Đại Vương, chẳng phải như thế đâu. Tâm hoan hỷ là tâm thô lậu, nó chính là cấu uế đối với các vị tu tập. Huống chi là đối với Đức Phật là bậc đã ở ngoài tam giới. Khi nhận sự lễ bái, cúng dường, tán thán của Phật tử, Đức Thế Tôn trú ở tâm giải thoát, chứ không phải Ngài có tâm hoan hỷ đâu, thưa Đại Vương. Đấy, Đức Phật không hoan hỷ khi mọi người tán thán đảnh lễ cúng dường mình, mà tán thán Phật bao nhiêu Phật cũng hoan hỷ. Phật cũng trú ở tâm giải thoát, tức là tâm thanh tịnh, không vì thế mà động tâm hoan hỷ. Đấy, cho nên chúng ta thì phàm phu, ai khen mình một câu, tán thán mình một câu là mũi nở đỏ như quả cà chua. Mũi nở to. Nhưng mà các ngài thì Phật mà như thế thì chúng ta thấy không được, đúng không? Phật không như thế. Mình khen Phật mà thấy Phật hoan hỷ thì tự nhiên tâm mình sẽ thấy khác. Đó, sẽ thấy khác. Mà ở đây, thưa đại chúng, bây giờ cái khoa gọi là đắc nhân tâm, nó dạy nhau. Đấy, cái đắc nhân tâm là tâm lý học của trần gian đó. Dạy nhau là cứ khen thật nhiều vào. Đấy, tức là nó cũng là một hình thức mình gọi là gì? Là nịnh đấy. Mà khen nịnh để cho người thích thú, chế ý thôi. Thế nhưng mà cái người mà chúng ta tu đạo Phật là cầu chân thật. Đây, mấy cái các ông này, các cô này là đang chân thật cầu, cầu sự thật. Thì khen hay chê cũng phải nghe đến sự thật. Khen mà không đúng sự thật đừng có mừng, nghe không? Mà còn mừng trước cái khen thì thế nào cũng còn giận trước cái chê, là chưa được, là tâm như thế là chưa được. Đấy, nghe không? Cho nên các Phật tử nếu đi lên chùa mà khen mấy sư bác sư chú đấy, đúng không? Thấy các bác mũi còn phấp phồng thì biết là bác này còn bé, chưa biết tu, nghe không? Đấy, còn mấy sư ông này mà khen mà cũng thấy hớn hở thì là ông tu còn dở đấy. Khen ôi ông làm giỏi thế, thế là chạy lắng lắng quắng hết cả đi, thì biết là ông tu như thế còn dở lắm, nghe không? Đấy, cho nên trước khen chê là người tu là phải tỉnh, nghe không? Để cho tâm nó không bị động, vì khen chê là cái bẫy đối với người thế gian, nó dễ mắc lắm nhé. Cho nên Đức Phật ấy, thì Ngài đã tu tập, tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, sạch hết các lậu rồi, cho nên dẫu khen hay là chê, tâm Phật cũng như thế thôi. Mặc dù Phật thì vẫn mỉm cười, nhưng không phải mỉm cười là Ngài thích mình khen đâu, không phải đâu. Ngài cũng không xịu mặt bao giờ cả, cho nên Ngài giữ cái nét mặt là mỉm cười, và cái nụ cười của Phật là nụ cười của giải thoát, trụ ở trong tâm giải thoát. Các Phật tử hiểu không nào? Không bao giờ khen được Phật mà bảo Phật sung sướng, Phật cười hỉ hả, không có chuyện đấy, nghe không? Đấy, cho nên các Phật tử nhớ nhé. Trên chúng ta cũng để xem cái người trên đường tu cũng thế, nào, người càng tu càng cao lên ấy, thì tâm càng trầm, và nó càng định tĩnh, dù là khen dù là chê, tâm người ta vẫn vượt qua cái đấy, và phải như vậy mới được. Nào, thì sau khi mà Na Tiên giải thích như vậy thì ông vua ông nhận ra rồi. Vâng, thưa Đại Đức, đúng vậy. Ông nhận đúng rồi. Phật ấy là trụ tâm giải thoát, đến lễ Phật, kính Phật, tán thán Phật, cúng dường Phật, Phật cũng như thế. Phật không hoan hỷ, không khởi cái tâm thích thú, sung sướng, nghe không? Không có. Na Tiên nói tiếp: Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn đã hoàn toàn vắng lặng và siêu thoát từ cội cây Bồ Đề sau khi thành đạo chánh quả đẳng chính giác. Nghĩa là Ngài không còn thỏa thích, sung sướng với bất cứ lợi lộc, phẩm vật cúng dường nào của chư thiên hay của loài người. Và dĩ nhiên, Đức Phật giờ đã niết bàn rồi,
thì Ngài không còn hoan hỷ với những lễ phẩm cúng dường là điều chắc thật. Ngoại đạo nói vậy là đúng. Ngoại đạo nó nói Phật không hoan hỷ là đúng. Đó, khi chúng ta đến cúng dường, Phật không hoan hỷ. Và kể cả bây giờ cúng dường tượng của Phật thì Đức Phật cũng không hoan hỷ, không khởi tâm hoan hỷ. Nghe không? Đức Phật trụ Niết Bàn ở nơi Pháp thân. Đương nhiên Ngài biết Phật tử này đến cúng cái tượng của tôi. Nghe không? Đến cúng cái ảnh của tôi, cái tranh của tôi. Nhưng mà Phật cũng không khởi tâm hoan hỷ. Nghe không? Ngoại đạo nói như vậy là đúng, nhưng lời chỉ trích của chúng ngoại đạo thì đã phản tác dụng, vô tình đã nói lên sự thực về đạo sư. Vì Đức Xá Lợi Phất đã từng tuyên thuyết như sau. Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất trí tuệ của Phật, đệ tử bậc nhất. Ngài cũng được gọi là bậc Pháp chủ đấy. Ngài nói rằng, Đức Thế Tôn không có sự hoan hỷ với những phẩm vật cúng dường của chư thiên và nhân loại, nên những ai cúng dường đến Ngài sẽ được quả báu nhiều vô số kể. Đấy. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng Đức Phật không có cái tâm khởi tâm hoan hỷ, thích thú đối với những sự cúng dường dù là của chư thiên, của nhân loại. Vì Ngài không có cái tâm thích thú như vậy, cho nên cúng dường Ngài được vô lượng phước báu. Đấy. Và trước Thầy cũng nói đấy, trong Kinh Đức Phật nói, ai thọ nhận sự cúng dường mà khởi tâm thích thú thì phước báu của cái người cúng dường ấy bị ít đi. Nghe không? Đấy. Còn khởi chúng ta cúng dường mà cái người nhận cúng đấy người ta không thích thú, không hân hoan, không hoan hỷ ở trong cái sự đấy, tức là không khởi tâm thích thú, không sung sướng với cái việc được cúng dường. Nghe không? Đấy. Thì đấy thì cái người cúng dường mới được phước báu. Ê, không báo. Đấy, thường ví dụ Thầy nói mấy sư chú nho nhỏ được ai cúng cái gì, ai biếu gì là sung sướng lắm. Nghe không? Hoan hỷ. Đấy, đấy là tâm, ý là tâm chưa có nhiều phước báu. Nghe. Còn càng tu thì mới thấy, ví dụ như Thầy bây giờ Phật tử cúng nhiều là Thầy thấy nặng, thấy phải gánh cái gánh nặng, gánh nợ cho mọi người đấy chứ. Cúng nhiều Thầy cũng có ăn được hơn đâu. Nhận nợ cho mọi người đấy. Cho nên Thầy bảo như chùa mình thế, không phải là Thầy thích thú sự cúng dường các Phật tử. Bây giờ các Phật tử đi làm này, đi cúng dường này, vừa trả nợ oan gia trái chủ. Thực sự Thầy nhận đấy là Thầy phải gánh cho cả những cái oan gia trái chủ đấy đấy. Không phải chuyện nhỏ đâu, nhận nợ đấy. Chứ bảo như Thầy nhận được sự cúng dường xong thì Thầy ăn được một ngày ba bữa rồi là gì đó, vào ngủ trên cái giường bằng vàng ví dụ thế. Mà nó thích thú hơn chứ. Thì còn có cái lý. Nhưng mà thực sự cái sự nhận cúng dường này là phải đứng ra nhận, là một cái sự trách nhiệm. Cái phần của mình phải nhận cúng để làm cái ruộng phước cho mọi người, chứ không thích thú gì cả. Thật sự với các Phật tử như vậy. Nhận một người cúng dường, đây có một cụ ở Hạ Long đấy, cụ ngày ngày cụ bán dưa, bán hũ dưa không biết được mấy chục nghìn, thế, rồi còn phải phụ vào thêm nuôi các cháu. Nhưng cụ vẫn dành dụm ra, trích ra mấy chục nghìn để rồi dành để Thầy xây chùa. Nhận những đồng tiền cũng thế, rất là nặng. Thế các Phật tử, Thầy thấy nặng lắm, nó nặng ghê lắm. Ở cái cương vị như của Thầy, mọi người thấy nó rất là nặng. Trong đấy nó nặng bao nhiêu thứ ở trong đấy, không phải đơn giản. Chân cầm đồng tiền của các Phật tử, thí chủ cúng dường, thấy nó nặng nề ghê lắm, không phải sung sướng đâu. Chỉ những người sơ cơ mới tu, anh có khi được nhận cúng dường là hân hoan thích thú. Nghe thích thú. Nhưng thực sự, nơi tâm Thầy ra Thầy thấy là biết đây là cái gánh nặng mình phải gánh đấy. Không sung sướng, không hân hoan. Đấy, thưa đại chúng. Thưa Đại Vương, vậy thì luận điểm tuyên truyền của ngoại đạo là không hoan hỷ tất không có phước báu, không có phước báu tất là có tội, chính là tà kiến, là sự thấy biết lầm lạc, không phù hợp với chân lý. Na Tiên kết luận rằng ngoại đạo nó dẫn thế này, vì Đức Phật không hoan hỷ khi các ông cúng dường, không hoan hỷ tức là không có phước báu. Đấy là cái nó sai. Thứ hai là không có phước báu thì tức là có tội, nó lại luận cái nữa, không có phước tức là có tội, cũng lại là sai. Đấy, có tội. Cho nên ở đây Na Tiên nói rằng như vậy là ngoại đạo nó chính nó hiểu ý như thế mới là tà kiến, nó hiểu tà kiến. Vua Mi Lan Đà mới nói, nghe thì có lý, nhưng sự y cứ của Đại Đức không đáng tin cậy. Ông nói là tôi nghe thì Ngài nói cũng có lý đấy,
nhưng mà cái căn cứ của Ngài nói tôi nghe có vẻ không tin cậy lắm đâu. Tại sao vậy? Vì Ngài Xá Lợi Phất thì biện minh cho Đức Phật, tức là Ngài Xá Lợi Phất thì bênh cho Đức Phật, biện minh cho Đức Phật. Còn Đại Đức bây giờ lại dựa vào Ngài Xá Lợi Phất thì có khác gì cha con khen ngợi và tâng bốc lẫn nhau đâu. Mẹ hát con khen. Đấy, Ngài Xá Lợi Phất thì là đệ tử của Phật, thì khen rằng là cứ cúng dường Phật, Phật không thích thú, không hân hoan, cho nên là được nhiều phước báu. Thế hôm nay thì Ngài lại cũng lại dựa vào Ngài Xá Lợi Phất để Ngài lại biện minh cho việc này, thì tôi chưa tin lắm đâu. Ông Vuông nói thế. Chắc trong nhà Thầy ấy, cũng chỉ là cha con tâng bốc nhau thôi. Nghe không? Ở ngoài đời giống như dân Việt Nam mình gọi là mẹ hát con khen, nghe không? Chính Đại Đức phải tự thân mình giải thích, phân tích sao cho đúng pháp, đúng với chính lý để giải trừ những tà kiến nguy hại kia, chứ không phải là trích dẫn những câu có sẵn đâu. Tôi thích nghe như vậy. Ông vua này ông cũng cứng đầu đấy chứ. Đại chúng thấy không? Tôi nghe thì tôi biết như thế, nhưng mà tôi thích là chính Ngài phải bằng trí tuệ của Ngài, Ngài giải thích cho chúng tôi bằng chánh lý, cho chúng tôi hiểu thấu đáo cơ. Tôi không thích nghe cái kiểu viện dẫn nữa. Nghe không? Nhà Thầy nhiều khi là cha con cứ khen nhau, nghe không? Nghe. À, Ngài Xá Lợi Phất khen Phật, bây giờ Ngài lại khen Ngài Xá Lợi Phất, thế thì cũng là cha con khen nhau, nhưng chưa chắc. Nghe không? Cũng giống như bây giờ Thầy khen đạo Phật đi, thì người ta bảo là Thầy đi tu theo đạo Phật, nghe không? Cho nên Thầy khen đạo Phật. Nhưng bây giờ phải một người ở ngoài đạo Phật mà khen thì chắc chắn lắm. À, hoặc là một người ở tôn giáo khác thì nói như ngày xưa ông Lương Văn Hiền ấy, đấy, ông ở bên công giáo đấy, mà ông khen Phật Pháp vi diệu nhiệm màu thì đúng là ai. Cho nên cái đĩa của ông Lương Văn Hiền ấy, rất nhiều người thích xem. À, thì mình là con cái trong nhà rồi, bây giờ khen Phật, ông tu theo đạo Phật, ông khen đạo Phật. Thế thì bây giờ mình muốn khen Phật thì mình phải đứng trên cái đế gì rất là chân thật để mình khen một cách vô tư. Tôi khen Phật là khen vô tư, không phải là vì tôi đi theo Phật tôi khen Phật thì người ta mới nghe, mới tin mình. Chứ còn đây Thầy nói nếu các Phật tử nói ôi Phật hay lắm, màu nhiệm lắm, ôi thì người ta bảo mấy bà này đi theo đạo Phật, mấy ông đi theo đạo Phật thì khen thế. Không nói thế, mà mình phải nói cho có lý, phải có chính lý đấy. Trong này gọi là có chính lý, mình nói phân tích mổ xẻ rõ ràng. Phật hay vì thế này, rõ ràng, có căn cứ, nghe không? Thế mới được. Đấy, chúng ta bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ chính Pháp của Phật là phải như thế. Vậy thì mỗi chúng ta làm sao? Mỗi chúng ta phải học, phải mở trí tuệ của mình, bản thân mình phải sáng, nghe không? Không sáng được như cái đèn pha này thì cũng sáng như cái nến này, cũng tỏ tỏ nó ra, nghe không? Đấy, thì mình nói cho người khác mới được. Và nếu mình chỉ khen suông mà mình không thấu thì cũng chưa được, người ta cũng chưa chấp nhận mình, nhá. Đấy, cho nên cái việc các Phật tử thấy không, việc mình phải học. Ở đây thì không những trách nhiệm các sư phải tu học, các Phật tử cũng phải tu học mới làm cho Phật Pháp được rạng rỡ, sáng tỏ được. Đấy, mới làm cho tin. Chân Thầy nói Thầy cũng có cái duyên, từ khi đi xuất gia đầu Phật tu hành, bây giờ mình cũng giúp cho được nhiều, kể cả những bác quan chức giác ngộ về Phật Pháp. À, cho họ thấy, và họ thấy Thầy là vô tư. Vì đã cũng có một thời gian Thầy cũng đi học đạo Thiên Chúa rồi, một số cái đạo kia Thầy cũng học rồi. Suýt nữa đấy, Thầy nói suýt nữa Thầy đi theo đạo Công giáo. Thế, cho nên mình cũng biết bên Công giáo thế nào, các đạo kia thế nào, mình cũng biết qua. Đấy, mình đánh giá, mình cân nhắc. Trong tất cả các tôn giáo, đúng thật, thấy Phật giáo là tối thượng nhất. Cái này là chân thật, bằng con mắt bình đẳng mà nhìn, chứ không phải mình vì tu theo Phật mình khen Phật đâu. Na Tiên mới nói, đúng thế Tâu Đại Vương, những người Phật tử nam nữ họ đều cung kính lễ bái, cúng dường Xá Lợi Phật, cây bồ đề và kim thân của Phật. Mặc dầu biết rằng Đức Phật đã nhập diệt, Ngài không có thỏa thích hoan hỷ trong những lễ phẩm ấy, nhưng nhờ vậy họ tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn, tưởng nhớ đến những pháp lớn, pháp nhỏ mà Đức Thế Tôn đã từng chỉ dạy, tu tập. Nếu như sự tu tập ấy được kiên trì với nhiếp tâm tinh tấn thì họ có thể được thiện sinh làm người, làm trời, cao hơn là chứng đắc bốn đạo quả và đạt được Niết Bàn không, hả Đại Vương? Na Tiên mới hỏi lại ông vua Milanda rằng, đúng là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng bây giờ các đệ tử của Phật thành tâm cung kính đảnh lễ Xá Lợi Phật, cây bồ đề, đảnh lễ
giáo pháp Phật này, và rồi tôn tượng của Phật, sau đó họ khởi được lòng đầy đủ, lòng tin kính, họ nhớ được lời về Phật dạy, họ thực hành lời Phật dạy, thì họ có được phước báu không ạ, các Phật tử? Được không? Cái này có được, cũng mạnh dạn. Đấy, mình thực hành lời Phật dạy là nhất khoát phải được phước báu. Cho nên họ sẽ được phước báu là gì? Sinh lên làm người, tái sinh trở làm người, hoặc sinh lên làm trời, cõi trời, và có thể chứng đắc các tầng thánh quả. Đấy là sự thật. Thế đấy, và mỗi khi chúng ta lễ Phật, chúng ta biết ơn Phật, cung kính Phật, chúng ta kết duyên với Ngài, đâu phải là không lễ đâu. Cho nên tại sao trong Kinh Pháp Hoa Phật dạy đấy, một người ấy, dù là tâm còn tán loạn, vào chùa mà chắp tay lễ Phật một lễ cũng được vô lượng phước báu, gieo được hạt giống Phật về sau. Dù mà người ta không cung kính, người ta chỉ lễ một tay thế này, không chắp được hai tay, người ta lễ một tay thế này cũng vẫn được phước báu cơ mà. Đấy, trong Kinh Phật nói như vậy. Cho nên đâu phải cái chuyện bình thường đâu. Thì Na Tiên, ông vua Mi La Đà mới nói, có thể là như vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn nghe bằng ví dụ cụ thể dễ hiểu kia, Ngài nói tiếp cho tôi nghe. Na Tiên nói tiếp, vâng, thưa Ngài, người ta hay dùng lửa để đốt cháy cỏ khô, cây khô hoặc những vật ế tạp. Khi cỏ khô, cây khô hoặc những vật ế tạp đã được thiêu hủy rồi, thì lửa ấy có còn chăng, Hà Đại Vương? Ông vua đáp, dĩ nhiên khi không còn vật dẫn cháy thì lửa cũng tắt theo. Na Tiên nói, vậy khi muốn dùng lửa trở lại, người ta làm sao để có lửa, Hà Đại Vương? Vua nói, người ta lấy cây khô cọ sát với cây khô, đặt bùi nhùi là vật dẫn cháy thì sẽ có lửa. Na Tiên nói, vậy trí tuệ được ví như lửa vậy. Thưa Đại Vương, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, trí tuệ Ngài không còn nữa, nhưng những đệ tử của Ngài đã theo lời dạy của Ngài, tu tập theo những pháp lớn, pháp nhỏ của Ngài, cũng dùng cây khô cọ sát với cây khô, cũng đặt bùi nhùi dẫn cháy để phát sinh trí tuệ. Như vậy, Đức Phật thọ tại tiền không hoan hỷ nhận lễ phẩm cúng dường, khi Niết Bàn cũng không hoan hỷ với lễ phẩm cúng dường, nhưng những người Phật tử cung kính, lễ bái, cúng dường xá lợi Phật, cây Bồ Đề, kim thân Phật đã hàng ngày tự mình nhắc nhở, hàng ngày tự mình hành thiền, hàng ngày đã dùng phương pháp lấy lửa để thành tựu trí tuệ, nên kết quả của việc làm ấy được phước báu vô lượng, vô biên, là chứng đắc ba thứ đạo quả, quả người, quả trời và quả Niết Bàn đấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên lấy ví dụ cụ thể, giống như là người ấy, cọ cây để lấy lửa. Thưa đại chúng, cái việc cọ cây lấy lửa thì dân Việt Nam mình ít biết, phải không? Nhưng mà nhiều nơi đấy, nhiều dân tộc bây giờ thế, họ lấy cái cọ cây, họ lấy lửa. Ê, cái cách thức như thế nào, cái người trước mà dạy cho người sau, người sau giấu người trước có mất đi rồi, chết rồi, người sau người ta học được cách thức đấy, người ta cọ đúng phương pháp thì cũng lấy ra được lửa. Đấy, cho nên giáo pháp của Phật rất là quý. Giáo pháp của Phật là phương pháp chỉ dạy chúng ta cách cọ cây để mà phát ra được cái lửa trí tuệ, được cái trí tuệ của mình đấy, là chúng ta phải thực tập giáo pháp cho đúng. Ông vua ông khen rằng, đại đức thật là thông đạt, nhưng trẫm vẫn muốn nghe thêm ví dụ. Vâng, ví như một ngày mùa hạ khí trời oi bức, một cơn gió mát mẻ thổi qua, làm cho mọi người đều hoan hỉ. Nhưng khi cơn gió qua rồi, lúc nóng nực, người ta không biết làm sao để chống nóng, có phải không, ở Đại Vương? Ông vua nói, người ta có thể làm ra gió được, thưa Đại Đức. Người ta dùng lá thốt nốt và tre kết thành một tấm lớn, đặt trên trần nhà, dùng dây kéo, thế là có thể có gió quạt mát cho cả nhà. Cũng có thể dùng nan tre, dán giấy để cầm tay quạt mát cho từng người, thưa Đại Đức. Đó. Cái ví dụ này chúng ta dễ hiểu. Gió qua rồi, nhưng người ta có thể làm gió được, ấy là từ miệng Đại Vương nói ra. Na Tiên nói đấy, Đức Phật với giác ngộ, với trí tuệ, với từ bi hỷ xả, có mặt trên thế gian này quả là một cơn gió lớn, thanh lương mát mẻ vô cùng. Cơn gió ấy đã thổi vẹt vô minh và si mê trên trần thế. Cơn gió ấy đã xua tan biết bao sân hận, bạo tàn, ác độc của con người. Cơn gió ấy đã làm cho hàng xa thế giới chấn động, ma vương sợ hãi. Chúng sinh thì được tấm mát, được an lạc và thanh bình.
làn gió của Đức Thế Tôn như vậy, an trú như vậy, ra đi như vậy, nói hoan hỷ hoặc không hoan hỷ đều không đúng, nhưng rõ ràng là ích lợi cho vô số chúng sinh. Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, gió ấy đã qua rồi, nhưng người ta có thể làm ra gió được bằng nỗ lực cá nhân, bằng sự cung kính, lễ bái, cúng dường xá lợi, cây bồ đề kim thân Phật để quạt mát, đem lợi lạc, hạnh phúc, an vui đến cho mình và mọi người, Tâu Đại Vương. Đó. Thì Na Tiên nói rằng, Đức Phật, cái thời Đức Phật qua đi, chúng ta thì thiệt thòi không được sinh ra cùng thời có Phật, không biết nó như thế nào. Nhưng Thầy tin rằng, thời Đức Phật chúng ta mà được gặp Phật thì hạnh phúc vô cùng, phải không? Đức Phật đi đến đâu là an lạc đi đến đấy, trí tuệ đi đến đấy, ánh sáng trí tuệ được soi rọi đến đấy. Đấy là lẽ chân thật, bậc đại trí mà. Gần Phật chúng ta trí được sáng lên, nghe không? Ngài quang minh chói lọi, quang minh về mặt trí tuệ đó, khiến chúng ta cũng được sáng suốt lên. Gần Phật được bao nhiêu lợi ích? Thế bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì làm sao đây? Giáo pháp của Phật còn để lại. Chúng ta thực tập tu hành theo lời dạy của Phật thì chúng ta cũng sẽ khai mở được trí tuệ. Đấy là chân thật. Ông vua mới nói, ví dụ ấy của Đại Đức cũng khá chính xác, nhưng chấm vẫn muốn nghe thêm những ví dụ khác nhiều mặt của một vấn đề. Đó. Thì Na Tiên nói, vâng, khi mà Đại Vương muốn nghe tiếng trống thì phải làm gì? Ông vua nói, thì chấm sẽ sai lực sĩ đánh trống. Đánh mạnh thì âm thanh lớn vang xa, đánh nhẹ thì âm thanh nhỏ vang gần. Vậy khi không đánh thì âm thanh kia đi đâu? Thì nó sẽ tắt mất. À, hóa ra âm thanh đã mất hẳn, không còn nữa phải không? Ông vua nói, không, nó diệt chứ không phải là mất. Đại Đức nghĩ thế là sai rồi, bởi khi cần âm thanh ta sẽ có cách làm cho âm thanh ấy xuất hiện trở lại. Thế thì Đại Vương phải làm sao? Ông vua nói, chấm lại sai lực sĩ đánh trống. Đại Đức nên nhớ rằng cái trống chỉ là nhân, cái trống không tự nó phát ra âm thanh. Một nhân không thể thành quả, nhân phải có hỗ trợ của duyên, một duyên hay nhiều duyên mới trổ thành quả. Cũng vậy, cái trống cần phải có dùi trống, người đánh trống trợ duyên mới phát ra âm thanh được. Cái đó thì chúng ta rất hiểu rồi, nghe không? Cho nên Đức Phật đã dạy là tất cả là phải đủ nhân duyên. Nhân duyên hội đủ thì thành tựu được sự vật hiện tượng, nghe không? Chỉ quán về cái pháp nhân duyên này, thưa đại chúng, quán sâu sắc chúng ta cũng có thể giác ngộ cơ mà. Đấy, quán nhân duyên chúng ta thấy còn tỏ ngộ cả cái vô ngã của thân tâm này cơ mà. Đấy, thân này, tâm này của chúng ta là duyên giả hợp. Thân vật chất này thì bằng tứ đại giả hợp, đất nước, gió lửa giả hợp, hội tụ thành thân. Phần tinh thần của chúng ta thì cảm thọ, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức cũng lại là các phần hợp lại. Cho nên về thân, về tâm, chúng ta đều là duyên hợp. Đã duyên hợp tức là không có một cái gì làm chủ thể. Không có cái gì làm chủ thể tức là vô ngã. Thì phải quán sâu để chúng ta mới thấy được cái điều này. Na Tiên nói tiếp, vậy là chính Đại Vương đã giải tan những nghi vấn của Đại Vương rồi. Đức Phật gióng lên tiếng trống bất tử ở giữa đời. Đức Phật nhập diệt rồi, nhưng tiếng trống không hẳn đã mất đi vĩnh viễn. Cái trống còn đó, pháp bảo còn đó. Nếu có người đánh trống thì âm thanh kia vẫn vang lên như thường. Đấy, Na Tiên lấy ví dụ cũng rất là cụ thể. Nghe không? Đấy, Đức Phật đánh tiếng trống bất tử, tức là Niết Bàn đấy. Ngài gióng lên là có cái bất tử, nghe không? Có cái là chân lý, có cái là bất diệt, là vĩnh hằng. Đó. Chúng ta vẫn đi cầu cái gì bất diệt, cầu cái gì vĩnh hằng, nhưng chúng ta không biết nó ở đâu có hay không, chỉ mong cầu thế thôi. Nhưng Đức Phật nói rằng có cái bất tử, có cái vĩnh hằng, tôi đã tìm thấy, tôi đã thể nhập, chứng ngộ được cái này. Tất cả các anh em, chị em hãy nhanh chân lên, đi theo tôi, sẽ đạt được cái bất tử, cái vĩnh hằng này. Ngài giống lên cái hồi trống đấy. Bây giờ giáo pháp của Ngài để lại, chúng ta là đệ tử của Phật sẽ đánh cái trống này cho phát ra cái âm thanh bất tử.
nghe không? Cái đó lại có, chứ không phải là hết đâu. Cho nên Pháp Phật là vô cùng quý báu. Thưa Đại Đức, đồng ý Pháp bảo dụ như cái trống, nhưng cây Bồ Đề, Xá Lợi Kim Thân Phật đâu phải là Pháp bảo. Vậy cung kính lễ bái cúng dường những cái hình tượng ấy có thể nào lại vang lên âm thanh của Pháp bảo được? Ông vua cũng lý luận ra phết đấy. Ngài ví dụ Pháp bảo như cái trống thì được, thì tôi công nhận. Thế bây giờ còn cái cây Bồ Đề này với cái mấy tượng này với cái Xá Lợi Phật này có phải là Pháp bảo đâu? Nghe? Thì cung kính lễ bái cái đấy làm sao mà lại vang lên được cái âm thanh của Pháp bảo? Chả thấy lễ Phật, chả thấy Phật dạy gì, phải không? Lễ Xá Lợi cũng chả thấy Xá Lợi Phật nói tiếng gì, lễ cây Bồ Đề cũng thế. Đấy, ông nói như vậy đấy, cũng có lý đấy chứ. Thì Na Tiên mới nói, Na Tiên xác nhận, Đại Vương nói rất chính xác. Tuy nhiên, tâu Đại Vương, cái trống tự nó không phát ra âm thanh, mặc dầu có người đánh trống, nhưng mà nếu không có dùi thì không thể phát ra âm thanh, phải không? Có người đánh trống, có trống, không có dùi thì không phát ra âm thanh. Pháp bảo mà người và người gióng trống pháp bảo không cũng chưa đủ, nó cần phải có nhiều duyên hỗ trợ. Cúng dường lễ bái Xá Lợi Kim Thân Phật đó chính là những trợ duyên cho chúng sinh nhớ tưởng đến ân đức của Phật và tu tập, có phải thế không Đại Vương? Đấy. Thế thì chúng ta thấy thế này, nếu chúng ta không cung kính Phật này, không đảnh lễ Xá Lợi Phật, không cung kính quý mến cây Bồ Đề, thì tâm mình nó sẽ xa rời Pháp của Phật. Đấy, ở đây đoàn các Phật tử mà theo Thầy đi Ấn Độ đấy, lăn nóc bỏ mất bao nhiêu tiền đi sang tận Ấn Độ để được lễ cây Bồ Đề, lễ tôn tượng Phật. Nghe không? Vì nghĩ cây Bồ Đề này ngày xưa Đức Phật ngồi ở dưới đây mà thành đạo, khi lễ thế nhớ đến cái ngày ấy, cho nên tâm mình nó được gắn vào đấy, nó thêm tinh tiến. Nghe không? Tinh tiến. Đấy, cho nên Phật mới nói là ai đang trên đường hành hương đi chiêm bái tứ thánh tích, gọi là bốn cái chỗ động tâm đấy, khiến cho người động tâm, thì người ấy dẫu đang trên đường đi này mà có mạng chung thì vẫn có phước báu được sinh lên cõi trời. Người này mặc dù chưa tu tập được gì, nhưng mà với tâm thành kính hướng về bốn nơi thánh tích này, trên đường đi hành hương mà lỡ có mạng chung thì phước báu người này vẫn được sinh thiên cơ mà. Ví dụ đang bay trên máy bay từ đây sang Bồ Đề, tâm đang mình đang hướng về đấy mà máy bay rụng cánh rơi xuống chết cũng vẫn được sinh thiên. Nghe không? Đó, thế mà không phải đi thăm tứ đó, thánh tích này mà bay đi chơi ở đâu, đi du lịch đâu mà rơi thì thôi chịu chết à, phải đọa, có khi còn phải đọa đấy. Đấy, trong kinh Phật nói rất rõ. Thế thì chúng ta thấy do cái tâm mình hướng đến những cái đấy mà, cho nên mình gắn kết được, mình quý mến Phật, từ đó chúng ta mới khởi tâm tìm hiểu Phật pháp tu tập. Đấy, nó đây là những, cho nên Na Tiên nói là cái này là những pháp trợ duyên. Có trống, có người đánh trống mà thiếu cái dùi vẫn không phát ra tiếng trống. Đấy. Thế có pháp của Phật mà không có những cái này trợ duyên, có chùa, có tượng, có tháp, có Bồ Đề, có Xá Lợi Phật không giúp cho Phật tử kết duyên, thì làm sao đây? Đấy, đây đại chúng nhé. Cho nên những cái này đều là pháp trợ duyên, mà trợ duyên tốt để chúng ta tăng trưởng cái tín tâm, tăng trưởng được cái tinh tấn. Đó. Ông vua mới nói rằng hay lắm, Đại Đức nói hay lắm. Na Tiên nói tiếp, thưa Đại Vương, lúc Đức Thế Tôn diệt độ, Ngài dạy rằng khi Như Lai Niết Bàn rồi, Pháp và Luật là Thầy của các người. Pháp và Luật chính là Tam Tạng, chính là Pháp Bảo, chính là Giới Định Tuệ, chính là 37 phẩm trợ đạo. Vậy thì cái trống Pháp Bảo luôn còn ở đấy, chỉ thiếu người đánh trống và cái dùi trống nữa thôi. Khi nào có dùi trống, có người đánh trống, gióng lên tiếng trống Pháp Bảo thì chắc hẳn rằng đức tin, phước báu, từ bi, trí tuệ, giác ngộ, giải thoát sẽ có mặt ở đời này. Có phải thế không, Hà Đại Vương? Na Tiên lập luận đấy. Nếu mà Pháp Bảo có đấy, có người tu tập nữa thì nhất khoát là sao? Là phước báu sẽ phát sinh, đức tin sẽ phát sinh, từ bi trí tuệ sẽ phát sinh, giác ngộ, giải thoát sẽ có mặt. Đấy. Thế cho nên bây giờ chúng ta lấy pháp của Phật đây,
rồi bằng lòng tin, rồi chúng ta tinh tấn thực tập giáo pháp của Phật, và nhất khoát chúng ta sẽ lấy ra được lửa trí tuệ, lấy ra được giác ngộ giải thoát. Đấy là thân chân thật. Đã. Ông vua nói rằng, phải vậy thưa Đại Đức. Na Tiên nói tiếp, thế thì thưa Đại Vương, lời nói của ngoại đạo là ngoa ngôn, xảo ngôn, là hư ngụy, là không thật, chính là tà kiến. Chính chúng muốn cho các hàng Phật tử không có nơi nương tựa, không có nơi hướng về, không có nơi tôn kính, không có nơi lễ bái, vân vân, làm cho Phật tử hoang mang, sợ hãi, đức tin bị lung lay. Đại Vương có thấy như thế không? Đấy, ngoại đạo khi nó tung cái tin rằng là ôi giời ơi, các ông, các bà ấy, lễ cái tượng Phật làm gì, lễ cái cây bồ đề làm gì, lễ xá lợi Phật làm gì, toàn những cái vật vô tri vô giác biết gì đâu. Ha, ông bà lễ cái đấy chả được phước gì, có khi là bị tội đấy. Nó tung tin như thế là Phật tử chúng ta sợ. Ồ, có khi đúng rồi. Tượng Phật thì cũng giống cái cột này này, cũng chẳng biết nói gì cả. Mình lễ thì sao? Thế thì nó nói nghe chừng có vẻ có lý đấy nhỉ. Thế mà không biết ấy, thì cuối cùng nghe thấy họ là thôi, bỏ Phật, bỏ Pháp, à, bỏ luôn. Thế là làm cho mình tổn hết tất cả căn lành, phước lành đi đấy. Đấy, ngoại đạo ta cũng gớm lắm. Cho nên thưa đại chúng, Phật giáo truyền bá hơn 2.500 năm đến đất nước chúng ta qua nhiều thế kỷ, cũng bị ngoại đạo họ trà trộn vào trong giáo lý đạo Phật, chứ không phải không đâu. Cho nên chúng ta khi tu học Phật thì Phật dạy cho mình bốn cái cách y cứ, vào gọi là tứ y đấy, để mình chọn lựa giáo pháp. Các Phật tử rõ rồi đấy, tứ y, vào y Phật, y pháp, bất y nhân, y nghĩa, bất y ngữ, y trí, bất y thức, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Đấy, bốn cái như vậy là đúng là căn bản để chúng ta thâm nhập giáo pháp của Phật, chọn lọc. Chứ không phải cái nào chúng ta cũng đọc đâu. Đấy. Hôm nay có một số Phật tử thì bảo cúng lên chùa một số những cái bài kinh mà họ in cái kinh, nhưng nó không phải là kinh đâu, không phải kinh Phật đâu. Như kinh Bát Dương, rồi là kinh một loạt kinh này, kinh Địa Mẫu Chân Kinh. Nên họ mang, họ bảo cúng dường chùa, thì họ thôi, thầy không nhận cái đấy. Cái đấy không phải kinh Phật. Nên Phật tử bảo, ôi con đọc trong này con cũng thấy có Xá Lợi Phất, rồi là có Văn Thù Xứ Lợi như thế này. Đấy, trong kinh Bát Dương cũng nói đấy. Nên con thấy đây không phải kinh Phật thầy, con thấy cũng có Phật đấy, có chữ Phật trong này đấy. Nên đấy, cứ có chữ Phật trong là bảo kinh Phật đấy, chết rồi. Đấy, mà không phải kinh Phật đấy, nghe chúng. Nha. Cho nên không phải đơn giản thế này chúng. Tà pháp, ngoại đạo, ta chen vào, ta làm hư mất giáo pháp của mình, mất cái chân thật đi. Ông vua mới nói, đúng vậy, nhưng còn sự hoan hỷ và không hoan hỷ thì thế nào hả Đại Đức? Bây giờ, thôi được rồi, nhưng tôi hỏi Ngài là cái việc Phật hoan hỷ với không hoan hỷ thì thế nào? Có được phước báo hay không? Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, Đức Phật đã nhập diệt rồi, đặt vấn đề hoan hỷ và không hoan hỷ chỉ là trò chơi của ngôn ngữ. Chính sự khởi tâm khi thành kính lễ bái và cúng dường đã thành tựu được phước báu rồi. Tiếng trống có hoan hỷ và không hoan hỷ cũng là trò hí lộng ngôn ngữ. Âm thanh của tiếng trống là tùy thuộc vào sức yếu mạnh của người lực sĩ đánh trống. Pháp bảo được giác ngộ sâu cạn là tùy căn cơ, trình độ, sự lãnh hội cùng túc duyên của người tu Phật. Người tu theo đức tin, người theo tinh tấn, người theo trí tuệ cũng do từ kho tàng pháp bảo cùng căn cơ trình độ mà ra, từ cá biệt duyên của mỗi người mà ra. Ở đây Na Tiên xác nhận rằng chính cái khởi tâm thành kính lễ bái và cúng dường nó đã sinh ra được phước báu cho cái người lễ bái rồi, người cúng dường rồi. Đó. Ông vua mới nói, tôi đã thông suốt, đã tỏ tường, nhưng vẫn muốn nghe thêm về sự hoan hỷ, xin Ngài nói thêm. Chúng ta thấy ông này, ông thích nghe để mở rộng đấy. Biết rồi đấy, nhưng mà tôi vẫn, Ngài cho thêm ví dụ, tôi vẫn còn thích nghe mở rộng. Na Tiên mới nói, được thôi, thưa Đại Vương, trên quả đất rộng lớn này có biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo, biết bao nhiêu là giống cây cùng nứt hạt, nảy mầm và lớn lên, làm cho xanh tươi mát mẻ, đẹp đẽ, phong phú. Tâu Đại Vương, quả đất nó có hoan hỷ không?
mà cây cối muôn hoa nảy nở và phát triển như thế. Đó, Na Tiên hỏi bây giờ, bao nhiêu kỳ hoa dị thảo mọc trên mặt đất này, không biết là cái trái đất này nó có hoan hỉ không? Nó có hoan hỉ không? Đấy, nhiều hoa tươi đẹp như chùa vàng mình, bao nhiêu hoa tươi này, chắc là cái đất ở chùa vàng này nó phải hoan hỉ lắm. Nó có hoan hỉ không? Yeah. Đó. Thế thì ông vua mới nói rằng, thưa đại vương, chúng nó có biết gì mà hoan hỉ đâu. Chúng nương nhờ từ đất, đón nhận nước, không khí, ánh sáng mà trở nên sum suê tươi xanh đấy chứ. Thì Na Tiên đáp, cũng vậy, Đức Thế Tôn còn sống hay đã niết bàn, Ngài cũng chẳng hoan hỉ gì cả, nhưng tứ chúng, chư thiên và nhân loại nương nhờ ở nơi Ngài, đón nhận giáo pháp của Ngài, tạo phước báu tu tập từ bi hỷ xả, tu tập để đắc các tầng thánh quả. Nói cách khác, đức tin và nghe pháp là hạt giống, giới là gốc rễ, định là thân cây, tuệ là lá hoa, và giác ngộ giải thoát, các tầng thánh là quả. Tâu Đại Vương. Đấy, chúng ta thấy cái ví dụ của Na Tiên rất là hay trên con đường tu tập của chúng ta đây này nhé. Đức tin và đi nghe pháp là hạt giống đấy. Các Phật tử thấy không? Hôm nay là đang đi, mình đang đi mua giống đấy, nghe không? Có lòng tin với Tam Bảo này, đến đây nghe pháp là đang gieo hạt giống đấy. Mình đang đi mua thóc giống về đấy, nghe không? Có hạt giống đã chứ, không có hạt giống thì đừng nói gì đến mùa vụ cả. Không có giống thì chả làm ăn gì. Không có giống thì làm ăn gì đâu. Có đất mà không có giống chả làm gì cả. Cho nên phải đi nghe pháp để có hạt giống. Thầy nói thật, sở dĩ mà Thầy Thái Minh đi tu được cũng là do nghe học pháp đấy. Phát được tâm Bồ Đề là do nghe học pháp, không phải đơn giản đâu. Chẳng hiểu gì thì phát cái tâm gì? Làm sao biết tâm Bồ Đề nào mà phát? Phải học, phải hiểu, thấy được lợi ích Phật Pháp to lớn như thế, mình mới phát được cái tâm rộng lớn. Đấy, những người chiến sĩ người ta không thấy được cách mạng có lợi ích gì, không giác ngộ được lý tưởng cách mạng, không thấy được, thì làm sao mà dám bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con để xả thân mà đi làm cách mạng. Đều phải là được nghe, được giáo hóa rồi. Nghe không? Cho nên ấy, cái đội tuyên truyền ấy là rất quan trọng, tuyên truyền giúp cho người giác ngộ. Thì chùa mình bây giờ Thầy giảng pháp thế này cũng không khác gì là tuyên truyền để cho Phật tử nghe này, thấy Phật Pháp hay này, nhất khoát mình tu Phật Pháp, mình sẽ chuyển hóa đời mình, chuyển hóa số phận của mình, không còn từ cái chỗ đau khổ, u mê lầm lạc nữa, từ chỗ đó mà đến chỗ an lạc, sáng suốt. Rồi đó này còn đi được đến những cái phúc lành cao quý hơn, rồi đi đến sự giác ngộ giải thoát nữa. Đấy là rõ ràng. Phật gọi là đi từ trong tối ra ánh sáng. Chúng ta là như vậy đấy. Thì tin như vậy, mà chắc chắn nó sẽ như thế. Chúng ta làm đúng phương pháp thôi là sẽ được. Đó. Cho nên ý, đức tin và nghe pháp là hạt giống, tu tập giới là gốc rễ, nghe không? Thiền định là thân cây, hoa là trí tuệ, giác ngộ giải thoát, các tầng thánh là quả của chúng ta. Đấy, quả của chúng ta là giải thoát, là giác ngộ. Đấy, thưa đại chúng, tu tập Phật Pháp là rõ ràng sẽ đúng phương pháp sẽ được quả giác ngộ giải thoát, hết đau khổ, hết đau khổ. Ông vua mới nói, đúng là không cần có sự hoan hỷ, mà chính do tâm tạo thiện nghiệp, học hỏi giáo pháp và tu tập, phước báu phát sinh ở đó. Thưa đại đức, đấy, phước báu phát sinh ở chỗ tâm tạo thiện nghiệp này, học hỏi giáo pháp và tu tập. Na Tiên nói tiếp, còn nữa thưa đại vương, ví như những loại vi trùng sống nhờ ở nơi thân trong bụng chúng sinh, như con voi, ngựa, trâu, bò, dê, lừa, vân vân, các loài động vật ấy chúng không hề hoan hỉ thỏa thích với các loài vi trùng ấy, nhưng vi trùng vẫn lớn lên sinh con đẻ cháu hàng hàng lớp lớp. Đúng không thưa đại chúng? Mấy con giun, mấy con sán ở trong bụng mình này này, mình có hoan hỉ nó ở trong này đâu, nhưng nó ở trong bụng mình, nó vẫn sinh sản, nó vẫn sinh sôi ra mà rất là nhiều. Đấy, mình có biết đâu. Thế này chúng thấy không? Cho nên Thầy vẫn nói là cái thân này không phải của riêng mình đâu. Trong này con giun nó bảo thân này của tôi, có phải không? Mấy con vi trùng, vi khuẩn nó bảo cái đây là cái của tôi chứ, đang nhà của tôi, chú tôi ăn ở đây mà,
Nhưng tại sao lại cái ông này lại bảo chụp của Dương ông? Mình mổ bụng ra vẫn thấy có run có sán trong đấy đấy. Đấy, thế nó bảo ở đây nhà của tôi. Đấy, nó cùng cư trú ở đây cả. Cái thân này chỉ là một cái mảnh đất cho rất nhiều loài cư trú. Và trong đó có một cái ngã chấp gọi là tôi. Có một cái ngã chấp nó cũng bảo đây là tôi. Nó chấp hết tất cả. Nếu mà bảo cái thân này là tôi thì mình đồng nghĩa luôn cả mấy con giun con sán trong bụng mình không? Bảo con giun con sán nó cũng ở trong bụng mình đây này. Có phải là tôi không? À đại chúng. Nhớ như vậy chúng ta mới thấy cái chấp thân này là tôi là cũng phi lý. Nếu bảo thân này là tôi thì con giun cũng phải là tôi. Con sán trong bụng tôi cũng phải là tôi. Con sâu ở cái răng cũng phải là tôi vì nó ở trong tôi, trong cái thân này. Thế thì mình mới thấy bảo cái thân này là tôi là không đúng. Không đúng chút nào cả. Đấy, đại chúng thấy không? Thân này không phải của riêng mình. Đấy. Thế mà mình vẫn chấp cái thân này là tôi. Đúng thế, thưa đại vương, ví như con người thường phát sinh chứng bệnh. Ở đây cái nó gọi là chứng bệnh Chanavuti, thầy không đây nó không dịch ra là cái bệnh gì. Chắc là những cái bệnh đau nhức. Dẫu con người có hoan hỷ hay không hoan hỷ thì bệnh này vẫn phát sinh tồn tại và hành hạ con người. Tại sao như thế hả đại vương? Thì ông vua ông nói, dĩ nhiên là do nhiều nguyên nhân, nhưng nói ngắn gọn là do ác nghiệp sinh ra. Thấy không? Nói ngắn gọn, các cái bệnh của chúng ta thường là do ác nghiệp của mình sinh ra. Đấy, nghiệp biến hiện ra. Thưa đại chúng này, nghiệp tạo ra chúng sinh, tạo ra cảnh giới cho chúng sinh. Đó, nghiệp đấy, nghiệp vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, mà hành này chính là hành nghiệp đấy thưa đại chúng. Đấy, cái vô minh này tạo ra cái hành, hành tức là nghiệp đấy. Và nghiệp ấy tạo ra cả thế giới này, tạo ra chúng sinh chúng ta, chúng hữu tình, và tạo ra cảnh giới này, những cái chúng ta gọi là vô tình này, nó đều ở trong cái vô minh mà ra hết. Do nghiệp biến ra hết đấy, thưa đại chúng. Cái chùa chúng ta đây cũng thế, là cộng của bao nhiêu nghiệp của bao nhiêu người đấy, của các thầy, của các Phật tử, bao nhiêu người biến ra cái cảnh giới này. Đấy, cái nhìn rộng rãi của Đạo Phật là thế. Người nào cảnh đấy, đây toàn những người khởi tâm hướng Phật thì tự nhiên lại vào cái cảnh này, đúng không? Thế chúng ta mà không có cái tâm hướng Phật thì lại không ở cảnh này. Ta lại đi vào nhà hàng, đi vào casino, ví dụ thế. Mình không ở có cái kinh nghiệp đấy. Đấy, thưa đại chúng thấy không? Cho nên khéo nhìn bằng con mắt Phật Pháp thì biết người nào cảnh đấy, chúng sinh nào cảnh giới ấy, tương ứng. Nghe không? Đại chúng nhớ tương ứng hoàn toàn. Đây là chân thật. Thưa đại vương, lại ví như Giả Xoa Nan Đà có tâm ác độc đánh mạnh vào đầu của Đức Xá Lợi Phất. Sau đó Giả Xoa Nan Đà bị quả đất rút xuống. Đại vương nghĩ như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất có hoan hỷ khi Giả Xoa Nan Đà bị ác báo ấy không? Tức là có câu chuyện khi Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền định thì con quỷ Giả Xoa tên là Nan Đà nó bay qua, nó nhìn thấy Đại Đức Xá Lợi Phất đang ngồi thiền, nó tức quá. Đấy, thấy người ta tu hành trang nghiêm nó cũng tức. Thưa đại chúng thấy không? Cái người ác ấy mà thì cái gì người ta cũng có thể khó chịu được. Thấy mày nghiêm túc, tao cũng ghét. Mày trang nghiêm tao cũng ghét, chứ không phải mày trang nghiêm mày hiền từ là tao thích đâu. Đấy, thưa đại chúng, cái người ác tâm như thế, ác tâm thì người đạo đức nó cũng ghét chứ. Đấy, cho nên chúng ta phải để chúng ta biết chúng sinh có đủ các loại căn cơ thế. Nghe không? Hiền như bụt thì nó cũng không để yên. Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền thì có nói gì với nó, cãi nhau gì với nó đâu, nhưng nó đi qua nhìn thấy ông này ngồi thiền có vẻ trang nghiêm như thế, nó tức, nó lấy cái tay nó đập một phát vào đầu ngài Xá Lợi Phất. Thế thì sau khi Ngài Xá Lợi Phất xuất định ấy, xuất thiền ra khỏi định ấy, thì Ngài mới thấy đầu nó hơi ê một chút. Thế thì ngay lúc đó Ngài Mục Kiều Liên đi đến mới nói, Ngài Xá Lợi Phất bảo hôm nay lạ thật ý, tôi ngồi thiền xong tôi xả thiền tôi lại thấy đầu nó hơi ê. Nhà sư đệ, thì Ngài Mục Kiều Liên bảo, sư huynh biết không, lúc ấy là con quỷ Dạ Xoa Nan Đà nó đi qua, nó nhìn thấy sư huynh ngồi thế, nó tức quá, nó lấy tay nó giáng xuống một chùy đấy. Nếu mà cái cú đấm ấy của nó đấy, nó mà đấm vào núi Tu Di là núi Tu Di nát ra thành bụi đấy. Nhưng mà vì đại đức á, vì sư huynh là ngồi vào nhập vào định,
cho nên nó chỉ hơi ê đầu một chút, chứ cái ý mà nó đấm núi Tu Di là núi Tu Di nát ra thành bụi luôn đấy, thưa đại chúng. Ghê không? Và sau đó thì con quỷ Nan Đà này do ác nghiệp hại người tu hành, nhất là Xá Lợi Phất là bậc thánh tăng, lại bậc chân tu, cho nên sau đó nó bị cái quả đất này nó lứt ra, nó rút con, nó rút xuống giống như là ông Đề Bà Đạt Đa đấy, đất nứt ra và kéo xuống xuống địa ngục. Thế thì Na Tiên hỏi là khi mà Xá Lợi Phất biết rằng con quỷ Dạ Xoa Nan Đà này nó bị rút xuống đất, trong lòng đất như thế, thì Ngài Xá Lợi Phất có hoan hỷ không? Có hoan hỷ với lại cái việc này không? Đấy. Thì thưa đại chúng, đã là bậc thánh thì các ngài đâu có hoan hỷ. Có phàm như chúng ta thấy người ác với mình họ bị làm sao thì mình hoan hỷ, đúng không? Thấy thằng này nó ghét mình mà nó ác với mình, bây giờ nó bị làm sao, không mình không ra mặt nhưng trong lòng cũng mừng thầm, nghe không? Đấy, thấy nó bị tai nạn, thấy nhà nó bị làm sao cũng mừng thầm. Đấy, thì mình biết là mình vẫn còn phàm, nghe không? Đấy, chúng ta cứ đo phàm với thánh là xét cái đấy là biết ngay, không phải nói đâu xa. Cứ kiểm nghiệm mấy cái người mà nó ghét mình ấy, nó hay chọc ngoáy mình, nó hay sâu xia mình ấy, hiểu không? Nó hay chướng ngại mình mà bây giờ nó bị tai nạn hay nó bị làm sao, nó bị khổ mà mình trong lòng mình thấy dân dân lên phàm, nó mừng dân dân một tí là mình vẫn là phàm đấy, hiểu không? Thế thì ở đây vua Mi Lan Đà mới nói thế này: dẫu cõi trời cõi người có tiêu hoại đi, mặt trăng mặt trời có bị rơi xuống đất, núi Tu Di vỡ tan tành, thì Ngài Xá Lợi Phất cũng không bao giờ có cái tâm địa như thế. Đấy, không bao giờ có tâm địa như thế. Thì Na Tiên hỏi: vậy Dạ Xoa Nan Đà bị quả đất rút là do nguyên nhân nào? Đó. Thì Na Tiên nói đó là do năng lực của nghiệp mà Dạ Xoa kia đã làm. Đó. Thì do ác nghiệp, thưa đại chúng, khiến cho Dạ Xoa Nan Đà phải bị rút xuống lòng đất. Vua Mi Lan Đà mới nói: đúng vậy, còn bốn người nữa làm hại Đức Phật bị quả đất rút là nàng Sinca, Đức Vua Supabuddha, ông Đề Bà Đạt Đa, kẻ trộm Udameya. Thì Đại Vương nghĩ như thế nào? Đức Phật có hoan hỷ về điều đó chăng? Đây là Na Tiên hỏi. Nàng Sinca chúng ta biết rồi đấy, cô này là cố độn cái bụng lên, cố vu vạ cho Phật là làm cho cô có chửa, nghe không? Cô này gớm lắm, cô này là đồ đệ của ngoại đạo. Lúc ấy là Đức Phật rất là hưng thịnh, pháp của Phật hưng thịnh, bao nhiêu người đi theo Phật tu hành. Thế là ngoại đạo họ bị mất đệ tử, họ tức lắm, họ tính cách hại Phật ấy, họ khôn thế này này. Thì họ mới cử cái cô này tên là cô Sinca, rất xinh gái, còn trẻ xinh gái đến, và cô này các buổi thuyết pháp của Phật đều đến nghe hết, nghe không? Buổi nào cũng đến nghe. Nhưng mà cô này này, cô nghe xong á, rồi khi mà tan pháp hội rồi cô không chịu về, cô cứ lấn lá, cô quét dọn tinh xá rồi này khác, rồi đến tối tối mịt cô bắt đầu mới về, mò về. Đấy, thế thì cô lại cũng bày trò ra, ai đi trên đường gặp cô bảo thế cô đi đâu về đấy, bảo ôi tôi ở tinh xá tôi về, tôi ở tinh xá với Phật tôi về. Đấy, hôm nào cô cũng thế, hôm nào cũng tối bịt cô mới ở đấy cô về, nghe không? Thế thì dân tình người ta cũng nghi chứ, cái cô này làm gì mà đến tối mịt này mới về, mà Phật thuyết pháp đến cho Phật tử cư sĩ thì tầm đến cuối cuối chiều là phải về rồi, nghe nó sao mà lại hay là có vấn đề gì. Thế cô đi như thế độ mấy tháng, xong bắt đầu cô lấy cái khúc gỗ cô độn ở bụng cô, nhá. Thế là trong một cái pháp hội đông lắm, hàng bao nhiêu nghìn người nghe này, Đức Phật đang thuyết pháp như thế này, cô nhảy ra giữa đại chúng này, cô bảo này cái ông cù đàm kia, ông còn mở mồm ra ông dạy đạo đức cho mọi người được nữa à? Đây ông hãy nhìn cái bụng của tôi đây này, đây ông là tác giả con này, ông mở mồm dạy đạo đức gì, ông nhìn đây. Thế là tất cả đại chúng ngơ ngác hết cả, không hiểu cái gì. Thế thế này chúng thấy Đức Phật còn bị vu oan đấy nè. Thế Đức Phật thì im lặng, nghe cô thế Đức Phật cứ ngồi im. Im ra, Đức Phật làm gì lại bảo cô này điêu hay là gì, nó không bao giờ Đức Phật đi cãi nhau với. Thế nhưng mà ngay khi cô này cô vu vạ cho Phật như thế thì để chúng biết sao là ở trên trời, trời thứ 33 ông Ngọc Hoàng Đế Thích là tự nhiên nóng hết cả người lên, ghế ngồi là nóng ran hết cả lên, không chịu được, hay nhìn xuống mà thấy chết rồi, có đứa nó vu vạ Phật rồi. Mình mà không xuống mà xử lý vụ này ngay là mình sẽ bị mất chức, tự nhiên bị mất chức.
Thế là ông hiện thân, ông hiện xuống này, ông biến thành một cái con chuột bạch. Thế nó luồn theo cái váy của cô, luồn lên bụng, cắn đứt cái khúc gỗ, cắn đứt cái dây buộc ấy. Thế là cái khúc gỗ nó rơi xuống lại xiến đứt chân cô luôn, ngay trước mặt của đại chúng. Thế lúc ấy nó mới lộ ra là cô này vu vạ Phật. Đấy, và thưa đại chúng, về sau thì cô Xin Ca này bị chính ngoại đạo nó đem, nó giết rồi nó vùi đi. Đấy, ác như vậy đấy, ngoại đạo nó dã man lắm. Dùng cô ấy để vu vạ Phật, nhưng sau rồi vu vạ không xong thì nó lại đem nó giết cô đi. Đấy, rồi lại sau lại vu vạ tiếp cho tăng đoàn với chư Phật giết cô ấy. Đấy, chứ nó ngoại đạo họ cũng kinh lắm. Đấy, thưa đại chúng. Rồi, còn cả mấy vị này Đề Bà Đạt Đa nữa, mà mấy kẻ ăn trộm này thì chúng ta cũng nghe qua câu chuyện rồi. Đức vua mới nói, Ngài Xá Lợi Phất không có tâm địa ác như thế thì dĩ nhiên Đức Phật cũng hoàn toàn không. Chính chúng gây nhân ác thì chúng bị quả báo ác. Đấy, đây là do quả báo mà bị. Na Tiên mới nói, vâng, thưa Đại Vương, gây nhân thiện thì quả báo lành tốt, gây nhân ác thì quả báo dữ xấu. Đấy là định luật. Đức Phật dẫu đã niết bàn rồi, Ngài không có hoan hỷ về việc Phật tử cung kính, cúng dường, lễ bái, xá lợi của Ngài, cây bồ đề, kim thân Phật. Nhưng mà lạc báo, thiện báo, phước quả sẽ trổ sinh cho người ấy do thiện tâm của người ấy. Trái lại, Đức Phật, Đức Pháp Chủ, Xá Lợi Phất không có hoan hỷ về việc những người làm hại mình, ác với mình, bị khi họ bị quả đất rút, nhưng mà khổ báo, ác báo, tội báo vẫn lôi những kẻ ấy vào địa ngục A Tỳ như thường. Như vậy, lời nói của ngoại đạo là giống không, không có y cứ vào định luật nhân quả, không thấy biết sự vận hành của luật nhân quả, không biết rằng tác ý là nghiệp. Luận cứ của chúng là tà kiến, không đúng với chân lý. Đại Vương là bậc có trí, hãy từ đó mà suy gẫm thêm. Na Tiên mới kết luận, dẫu rằng Đức Phật không hoan hỷ khi mọi người tán thán cúng dường mình, và Ngài cũng không hoan hỷ khi những người ác với mình gặp nạn, họ bị trả quả báo. Thế nhưng nhân nào vẫn ra quả đấy. Khởi thiện tâm thì được phúc báo, khởi ác tâm thì chịu ác báo. Đấy là nhân quả, thưa đại chúng. Thiện tâm thì được thiện báo, ác tâm thì chịu ác báo. Đấy là nhân quả. Đấy cũng gọi là nhân nào quả đấy. Nghe không? Nhân nào quả đấy. Đức vua Milan-đà vô cùng hoan hỷ, hết lời tán dương trí tuệ phá nghi ngờ của Đại Đức Na Tiên. Rồi ông kết luận, như vậy lời xuyên tạc phá hoại của chúng ngoại đạo từ nay đã tiêu tan, vô hiệu quả, nhờ tuệ đức của Ngài vậy. Chân thành cảm ơn Ngài. Xin đại chúng cũng cho Ngài Na Tiên một tràng pháo tay. Nếu hôm nay không có cái bài pháp của Ngài ấy, thì chúng ta cũng dễ bị mắc vào tà kiến ngoại đạo đó, phải không? Hay mấy anh vô thần, anh bảo ôi mấy cái ông bà này dối hơi, đi lễ mấy cái ông tượng gỗ, ông có biết gì đâu mà lễ, nghe không? Xì sụp lễ cái cây bồ đề, nó cũng chả hạ cành xuống, nó vuốt ve mình, phải không? Nó chả biết gì, phải không? Cái Xá Lợi Phật là cái xương của Phật có gì mà lễ, là chúng ta không hiểu, là chúng ta cũng nghe, nghe không? Thế thưa đại chúng, thì để liên hệ đến bài kinh này, chùa chúng ta cũng thế, tất cả toàn thể đại chúng đang thực tập ba cái tâm cung kính, vâng lời và biết ơn, đều nằm trong cái sự cung kính này đấy. Chúng ta học hành của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, tâm lúc nào cũng cung kính tất cả mọi người. Ngài Xá Lợi Phất cũng thế, là đệ tử bậc nhất trí tuệ của Phật, nhưng tâm của Ngài cũng hết sức cung kính, rất biết ơn. Nghe không? Có cái câu chuyện mà Ngài, khi mà Ngài cùng với Mục Kiều Liên đi tầm đạo thì gặp Ngài Tỳ Kheo Mã Thắng là đệ tử của Phật ấy. Thế rồi nhờ Ngài Tỳ Kheo Mã Thắng mà Xá Lợi Phất giác ngộ được đạo, vào được sơ quả và về rủ Mục Kiều Liên cùng đi đến đầu Phật xuất gia. Và Xá Lợi Phất nghĩ người này là người thầy ban đầu của mình, Tỳ Kheo Mã Thắng, và mang cái ơn với Ngài, cung kính Ngài suốt một cuộc đời. Ngài thể hiện cái sự cung kính này bằng cái gì? Mình đi đâu, dù Ngài đi đâu, thuyết pháp đi đến vùng nào, nhưng mà nếu biết thầy Mã Thắng, Tỳ Kheo Mã Thắng ở vùng nào thì Ngài cũng nằm quay đầu về hướng đấy để tri ân.
đấy, cái tâm của Ngài như vậy, cái lòng cung kính như vậy đấy, cho nên phước báu của Ngài nó rất là viên mãn, nghe không? Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta là con Phật, phải không? Với lòng tin Tam Bảo chúng ta đến với Phật. Bây giờ vào trong Phật rồi, chúng ta cung kính Phật và giáo pháp của Phật, cung kính Tam Bảo để chúng ta tiến đạo, để tiến tu. Sự cung kính với lòng chân thành chắc chắn mình sẽ sinh ra phúc báo nhé. Cho nên các Phật tử cung kính Phật, lễ Phật với tâm cung kính, chứ không phải là lễ Phật chỉ gọi là có hình thức, nghe không? Lễ mà đầy đủ tâm cung kính, trong nhà Phật gọi có 7 cách lễ Phật đấy. Nhá. Cũng có người lễ là do ngã mạn, có người lễ là cầu danh, nghe không? Còn có người cung kính mà lễ Phật. Lễ ngã mạn tức là sao? Lễ nhưng trong tâm không kính, ví dụ thế. Ví dụ thế, bảo đây chẳng qua, ví dụ lễ đây là chẳng qua thì Thầy ngồi đây thì tôi lễ, chứ còn tôi có kính thì Ngài, Thầy có cái gì mà kính, nghe không? Đấy là lễ mà ngã mạn. Thế còn lễ mà sao? Lễ mà gọi là cầu danh, nghĩa là sao? Thấy có các Phật tử đi qua thì mình lễ bái chăm chỉ lắm, họ khen là ôi rồi Thầy lễ trăm lễ Phật thế, cô này trăm lễ thế, nghe không? Là cầu danh. Đó. Còn rất nhiều cái nữa, có 7 cái cách lễ nhà Phật đấy, thì chúng ta phải lễ như nào? Thôi Thầy nói với Phật tử chúng ta thì lễ Phật với tâm thành kính, với tâm trong sạch nhé, cung kính đảnh lễ Phật. Lễ Tăng, lễ Pháp cũng thế, Phật Pháp Tăng chúng ta cung kính. Như vậy, nhờ cung kính như thế, mình được tăng trưởng phước lành, tiêu trừ nghiệp chướng, tín tâm mình thêm được tăng trưởng. Nó là những cái trợ duyên rất tốt cho chúng ta nhé. Cho nên Phật tử ở tại gia cũng thế, nên có cái thời khóa lễ Phật, nghe không? Nếu thu xếp được mà lại khỏe người. Đấy, các sư ở Tây Tạng, ở bên Thầy đi sang Ấn Độ thì họ chỉ có ăn với lễ Phật thôi. Suốt ngày ăn lễ Phật rồi lễ cây Bồ Đề. Đấy. Tất nhiên cái đấy, lễ như thế vẫn là tướng, còn phải đi vào được trong tâm nữa, tâm thành kính đầy đủ thì nó mới là cái lễ trọn vẹn nhé. Thì hôm nay Thầy rất mong toàn thể đại chúng hiểu được cái này, để chúng ta đầy đủ lòng sùng kính với Tam Bảo. Đó. Và như thế chúng ta tiến tu thì Pháp Phật được hưng long, hưng long thì được lâu dài. Đó là cái việc chúng ta, bổn phận chúng ta phải làm, duy trì Phật Pháp, làm cho Phật Pháp được lâu dài, chánh Pháp được lâu dài, cho nhiều người được kết duyên, cho mọi người được bớt khổ. Đó là tâm nguyện của toàn thể chúng ta. Thì Thầy mong toàn thể đại chúng cùng tinh tấn tu học Phật nhé, chịu khó nghe Pháp, để chúng ta được hiểu sâu Phật Pháp, có lòng tin bất thoái. A Di Đà Phật.